những cái bịch khẩu trang mắc nhất thế giới hiện nay luôn, mình dám khẳng định với cả nhà luôn ha. Nè đó, dạ. Em nhìn cái khẩu trang này với khẩu trang em đang đeo khác biệt gì không? Nhìn bề ngoài nha. Dạ, em thấy cũng bình thường, cũng giống như khẩu trang em. Giống em không? Dạ. Rồi bây giờ là em thử cầm lên em sờ mó nắng bóp nó thử coi có coi khác biệt gì không? Cái gì vậy dưới đây? Có đâu? Em xem thử coi. Ôi trời. Sao em? Cảm ơn anh nhiều lắm. Em có bất ngờ về cái phần quà này không? Dạ có. Điểm khó khăn mà được có khẩu trang thì chị cũng rất là mừng. Ừ. Mà vô tình chị lật lên thấy tiền thì chị càng mừng hơn. Dạ. Chị rất là cảm ơn. Dạ. Lúc mà khó khăn chị được có số tiền như về để chị mua đồ ăn hay như để dành cho con nó năm mới để đi học hay mua đồ của dụng cụ đi học, chị rất là mừng. Chị có cảm bất ngờ về cái phần quà? Chị tính chị cầm cái bịch khẩu trang lên để trả lời thôi, nhưng mà chị đã mừng rồi, nhưng mà gặp tiền về chị càng mừng hơn. Dạ. Đó thì rất là đáng. Khương Nhật Minh xin chào cả nhà. Hôm nay là ngày 18 tháng 9 năm 2021. Thì trong buổi trưa và chiều và tối ngày hôm nay, mình sẽ tiếp tục trao tấm lòng của 8 nhà hảo tâm đối với những hoàn cảnh khó khăn ở tại thành phố Vĩnh Long. Thì trong ngày hôm nay thì mình cũng chia sẻ với cả nhà ha. Đây là cái danh sách mà mình đã lên để mình cộng lại cái số tiền á, để mình chi ra cho nó hợp lý về những cái phần quà. Thì trước tiên thì hôm nay là đầu tiên là gia đình anh Tôn Thất Hằng ở Houston ở Mỹ á cả nhà, là 7.868.000. Kế đó là anh Vương Phước ở Mỹ là 5.000.000. Anh Ngô Dũng, anh thì chắc Ngô Anh Dũng quá cả nhà. Đó, nhà hảo tâm gửi về cho mình là 3.593.000. Bạn Diễm Quỳnh là 500.000, bạn Nguyễn Phương Thảo Úc là 1.000.000. Bạn chị Kim Phượng ở Úc là 3.000.000. Bạn Mai thì Thanh Xuân ở Việt Nam là 2.000.000. Anh Việt Long ở San Jose 2.000.000. Tổng cộng là 24.972.730 đồng. Thì mình sẽ tiếp tục gửi đến những hoàn cảnh khó khăn. Mỗi hoàn cảnh là một phần quà tương ứng với một phần kinh tế 500.000, kèm theo đó là một bao gạo 5kg là 75.000 cả nhà ha. Đó. Còn ngoài ra thì mình cũng sẽ gửi riêng theo tấm lòng của nhà hảo tâm là của anh Văn Âm Thi, gửi riêng cho mình đó, để gửi cho hoàn cảnh là em Linh Học Mai là 2.172.000. Thì trong buổi trưa chiều tối ngày hôm nay mình sẽ tiến hành trao đến những cái hoàn cảnh khó khăn
đó là những cái phần quà trong ngày hôm nay cả nhà ha. Rồi cả nhà đợi mình tí nha. Cả nhà ơi, thì hôm nay mình tiếp tục ha, mình sẽ có một cái chương trình mới cũng rất là hay mình vừa nghĩ ra đây cả nhà. Đó, cả nhà xem thấy không? Thì hôm nay mình sẽ làm một cái chương trình, đó là bịt khẩu trang mắt với thế giới phải không ạ? Đó. Để gửi đến tay những hoàn cảnh khó khăn trong ngày hôm nay cả nhà. Đây là những số tiền mà của bà con đã tin tưởng cho mình đó cả nhà. Còn mình rút vào cái đợt trước á, vẫn còn rất là nhiều ở đây. Đó, cho cả nhà xem nha. Chi tiết nha. Đó. Vậy là xong. Đó. Đó thì mình sẽ làm như vậy đó cả nhà. Để tổng cộng là 43 phần ngày hôm nay sẽ trao đến tay những hoàn cảnh khó khăn với tấm lòng của 8 nhà hảo tâm cả nhà ha. Rồi bây giờ cả nhà đợi mình tí nha, bây giờ mình sẽ làm cho nó xong hết nha. Giờ rồi cả nhà ơi, thì cả nhà xem hôm nay tiết mục của chúng ta nó có hoành tráng hay không ạ? À? Đó, cả nhà xem giúp cho mình nha. Đây, nguyên một cái bàn tiền khẩu trang. Đó, những cái bịch khẩu trang mắc nhất thế giới hiện nay luôn. Mình dám khẳng định với cả nhà luôn ha. Nè. Đó. Chưa có khẩu trang nào mắc như vậy luôn cả nhà. Rất là đẹp đúng không ạ? Đó thì để nhằm tạo sự bất ngờ cho những cái hoàn cảnh khó khăn nhận là hôm nay mình kết hợp thêm với cái tấm lòng của nhà hảo tâm của một bạn mà gửi cho mình hồi tháng 6 tới giờ cả nhà. Tới giờ mình mới phát được. Tại vì trước lúc đó thì mình cũng phát rất là nhiều khẩu trang cho những hoàn cảnh khó khăn ở tại Vĩnh Long, nhưng mà lúc đó thì mình nhận cái 10 cái hộp này là lúc mà hồi tháng 6 mà mình không nhớ là cuối tháng 6 đó, của một bạn mà nữ mà đi xe du lịch 4 chỗ lại gửi mình 10 hộp để phát cho bà con khó khăn. Thì trong ngày hôm nay mình mới bắt đầu mình sử dụng nó để mình gửi đến những hoàn cảnh đó cả nhà. Đó, thông qua cái hình thức này thì cũng chia sẻ với nhà là hôm nay chúng ta sẽ phát là 43 phần. Đó, mỗi phần sẽ là một bịch khẩu trang mắc nhất thế giới, kèm theo đó là một bao gạo 5kg. Đó, và cuối cùng là một bó hẹ 1kg, hình như là 1kg như vậy. Đó thì là từ tấm lòng bó hẹ là của anh Hợp nha cả nhà, Sở Giao thông. Rồi bây giờ cả nhà hãy đợi mình sắp xếp lại và mình sẽ mời cả nhà chúng ta cùng tìm hiểu hoàn cảnh đầu tiên trong buổi trưa, chiều và tối ngày hôm nay cả nhà ha. Dạ rồi cả nhà ơi, thì chúng ta đến với cái phần quà đầu tiên là phần quà từ gia đình của anh chị Tôn Thất Hằng ở Houston bên Mỹ. Rồi con mời cô ra đây ạ. Rồi con chào cô. Cô tên gì? Văn Thị Ngọc Mai, sinh 1960. Dạ, vậy là cô Mai 62 tuổi rồi. Dạ. Nhà mình đâu cô Mai? Ở Tân Hưng. Tân Hưng, ấp Tân Hưng. Ấp Tân Hưng, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. À, dạ. Và cái thời điểm trước giãn cách mình làm công việc gì cô Mai? Thì làm cỏ vườn với lại đi rửa chén. Bây giờ không có làm nữa, tất nghiệp rồi. À, dạ, có nghĩa là mình làm cỏ vậy thì mình tính chi phí như thế nào cô? Thì như mình làm nguyên một ngày thì được cũng được 150-200. Dạ. Còn nếu mà bình thường mà mình nãy cô nói đi rửa chén là mình rửa cho quán hay sao? Rửa cho quán á. À. Ví như 1 tiếng 2 tiếng thì cũng được 40.000. Dạ. Ừ. À rồi, con cũng hiểu sơ rồi. Hiện tại bây giờ cô Mai đang ở với ai? Ở một mình. Một mình một là không có gia đình hay sao cô Mai? Không có chồng con gì hết. Dạ. Là ba mẹ cô Mai còn không? Mất hết rồi. Vậy là có một mình thôi. Ừ. Rồi từ bữa giãn cách tới giờ mình ăn uống như thế nào cô Mai? Thì nói sớm em đồ đó nó hỗ trợ nó cho. À dạ, nói chung cũng sống bằng tình thương của mấy nhà hảo tâm rồi ha. Dạ. Dạ, rồi thôi cũng hiểu sơ về hoàn cảnh của cô thôi. Thì hôm nay con sẽ thay mặt ha gia đình của anh Tôn Thất Hằng ở bên Mỹ sẽ hỗ trợ cho cô Mai một phần quà trong thời điểm khó khăn hiện nay. Dạ. Dạ. Thì con mời cô Mai qua đây xem giùm con. Thì phần quà của cô Mai ha sẽ bao gồm là một bao gạo 5kg, một bó hẹ và một bịch khẩu trang 10 cái. Rồi bây giờ con mời cô Mai nhận hai cái này giùm con đi, khẩu trang để con cầm cho. Rồi. Rồi cô Mai để lên trên bàn giùm con. Dạ đúng rồi, trên bàn đây. Rồi. Rồi. Rồi cái thời điểm mà cô Mai mà nhận được cái phần quà này cô cảm giác như thế nào? Cô rất là vui mừng. Dạ. Trong cơ thể cô giờ hình như có bị bệnh hay gì không cô? Có bệnh huyết áp với lại suy cầu thận đó. Suy cầu thận. Dạ. Là cái bệnh nó như thế nào cô chưa hiểu lắm cô nói. Thì đó nó làm mình mệt rồi mình
khó thở vậy thôi. Rồi mình có uống thuốc, rồi mua thuốc uống thì nó đỡ lắm, khỏe. Mà thuốc như vậy thì mỗi ngày mình mua bao nhiêu cô? Cỡ chừng 40-50 ngàn trở lại thôi. Mình mua thuốc thường thường uống thôi, không có mua thuốc mắc tiền. Mà cô có bảo hiểm không? Có. Mình xin bảo hiểm thì không có tốn tiền. Rồi thôi cũng hiểu sơ về hoàn cảnh của cô. Thì thời điểm này mình nhận người phần quà này là mình cảm giác như thế nào con quên này? Rất là vui mừng và cảm ơn các mạnh thường quân. Rất là vui phải không ạ? Cô có thắc mắc là tại sao mà hôm nay chúng ta lại được tặng thêm bịch khẩu trang không? Thì trong mùa dịch này nè, là mình phải đeo khẩu trang. Khi mà đi xin thuốc hay là đi đâu đó là mình bịch. Nghĩa là nó rất là quan trọng trong thời điểm hiện nay đúng không? Dạ. Rồi thời điểm hiện nay, hôm nay cô nhận được bịch khẩu trang này, cô cảm giác như thế nào? Thì cũng rất là mừng, cũng cảm ơn các nhà hảo tâm. Rồi, bây giờ cô nhìn thấy bịch khẩu trang này, cô thấy có khác biệt gì với bịch khẩu trang mà ở ngoài tiệm thuốc người ta bán không? Khác. Khác ở điểm nào ạ? Nó khác gì đó thì nó có cái, gì? Cái lớp màu xanh nè. Rồi cái màu của nó không có những cái chữ khác. Hồi nãy con thấy cô lật ngang mà cô không thấy gì hết trơn hả? Có. Cô thấy gì không? Có tiền nữa. Thì cô có bất ngờ về phần quà này không? Bất ngờ lắm. Thì đây là tấm lòng của gia đình anh Tôn Thất Hằng ha, ở Mỹ. Tôn Thất Hằng. Muốn hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn trong thời điểm hiện nay. Thì cô nhắn gửi gia đình anh ấy không? Cô chúc mừng cho gia đình hạnh phúc và có sức khỏe. Thôi con chào cô ha. Rồi cái nhờ hoàn cảnh tiếp theo là hoàn cảnh của chị này. Rồi mời chị ra đây ạ. Rồi xin ra đây ạ. Này chắc em quá. Chào em tên gì? Em tên Tính. Tính? Em năm nay nhiêu tuổi rồi? Em 34 tuổi ạ. Em ở đâu? Em ở nhà trọ bên hẻm 30 á, nhà trọ ba Mận, chú Ba Mận á. Nhưng mà mình ở phường mấy? Em ở phường 9. Phường 9? Cái thời điểm trước giãn cách mình làm công việc gì em Tính? Em ở nhà. Lúc chưa giãn cách xã hội là em bán vé số, mà tới bây giờ em làm đơn nộp lên để lãnh tiền hỗ trợ, mà tới giờ 2 tháng em không có tiền hỗ trợ. Vẫn chưa được đúng không? Vẫn chưa được. Nhưng mà bây giờ hiện tại em đang ở với ai? Em ở với chồng em. Rồi gì với ai nữa? Với hai đứa con. Con em lớn chưa? Chưa, một đứa 8 tuổi với một đứa 6 tuổi. Em là người ở đâu à? Em quê em ở Quảng Bình nhưng mà em lên đây lập nghiệp. Em vô đây lâu chưa? Em vô đây 8 năm rồi anh. Vậy ông xã em làm công việc gì? Chồng em cũng bán vé số luôn. Hai chồng bán số hết. Dạ. Khoảng thời gian trước một ngày em bán được nhiêu tờ? Thì thường một ngày em bán được 200. Tại em còn lưu bu đưa rước con em đi học nữa đó. Thế nên bán chừng cũng 200 đổ xuống. Nhiều khi bán đắt thì 250. Vậy là bán cũng hay lắm đấy chứ hả? Dạ. Cái khu vực thường thường em bán khúc nào anh ít có gặp em ta? Em bán ở phường 4. Rồi em hay đi bộ rồi đi vòng bán gì đó, rồi phần tư rồi đi tùm lum hết á. Em cũng không có biết cố định là bán nào nhiều hơn, em không biết, nhưng mà em đi tùm lum hết á. Còn mình ở trọ đây 1 tháng đóng bao nhiêu? Một tháng 600, tiền nhà với điện nước tính chung cũng 800 mấy. Rồi mấy ngày gia đình mình ăn uống như thế nào em? Tụi em hồi trước bán được thì ăn uống bình thường, nhưng mà lúc dịch tới giờ tụi em ăn uống thì có gì ăn nấy vậy đó anh. Người ta cho gì mình ăn đó vậy đó. Bây giờ buổi trưa hôm nay đi, em với hai đứa nhỏ ăn gì? Em nấu mì lên cái ăn cơm, ăn với cơm. Là bỏ cơm vô trong mì? Dạ. Là lấy mì làm canh đó hả? Dạ. Rồi sau đó là lấy cọng mì ăn luôn? Dạ. Không có rau gì hết? Dạ, hồi sáng có cái chú kia, chú cho em một miếng đậu que rồi em để chung vô nấu luôn ăn. Còn đồ thức ăn mặn có không? Dạ không. Không có hột vịt, hột gà gì luôn? Không, hồi trước còn có hột vịt nhưng mà em mua thiếu, ta không bán nữa, nhiều quá, thiếu nhiều quá người ta không bán nữa rồi. Nên giờ em phải làm vậy cho con em ăn đỡ. Bây giờ là đứa 6 tuổi với 8 tuổi là đều ăn như vậy luôn? Dạ, hai anh em được ăn vậy á. Rồi nó ăn rồi nó có nói gì với em không? Dạ không, thì em cho nó ăn gì nó ăn đấy. Nó không chê không gì hết. Thì nó còn ăn, nói chung thì em bới ra sao thì nó ăn vậy đó. Nó không có than, không có gì hết anh. Vậy cũng đỡ được ha. Dạ. Nhưng mà giờ trong túi hai chồng em còn nhiêu? Em không có ngàn nào luôn. Bây giờ không còn ngàn nào luôn? Không còn ngàn nào. Sạch sẽ luôn? Sạch sẽ là lâu lắm rồi đó anh, cả tháng nay rồi đó. Nhưng mà có cái mấy người kia ta hay cho này kia cho con em ăn á. Rồi ta thấy tội nghiệp, ta cho cá cũng lâu lâu cho cá. Rồi lâu lâu như cho trứng, rồi vậy em làm cho con em ăn.
mới xót xa quá luôn ha. Dạ. Vậy là coi như là lâu quá rồi mình cũng không có xu nào để mình mua gì luôn. Em cũng em mua thiếu tại tập quá bao nhiêu lâu mà người ta không cho em thiếu. Em mua tập quá em cũng có tháng nay rồi mà thiếu tới gần 600.000 rồi. Với tiền nhà 2 tháng em chưa đóng nữa. Rồi nên người ta thấy nhiều quá người ta không dám bán thiếu cho em nữa. Người ta nói với em sao em nói anh nghe thử. Dạ, người ta nói là thôi giờ con mua thiếu nhiều quá rồi cô bán vốn không lợi không được nhiều hết thôi con thông cảm đi. À, con có gì con ăn nấy đi chứ con mua thiếu nhiều quá. Nhiều khi em thiếu đường hoặc bột ngọt em không dám đi mua luôn. Em nấu vậy cho con em ăn chan nước mắm lên cho nó ăn vậy đó. Bởi vì bây giờ ở nhà còn nước mắm nước tương gì không? Em thì còn nước tương nước mắm nó thiệt em hết đường nè. Bột ngọt em thì còn ít nhưng mà nước dầu ăn em hết luôn với đường em hết cả nửa tháng nay rồi. Còn em bây giờ mì còn bao nhiêu gói? Mì em đâu còn mười mấy gói chứ hồi hôm qua cái cô bên kế bên đó cô cho em được mấy gói gói phở gì đó rồi phở em bịch nấu đó, đúng không? Dạ. Còn gạo thì sao em? Thì gạo em mấy bữa nay người ta cũng cho em cũng được 40-50 gì đó. Mà em đi xin hay là người ta tự động? Thì như ai thông báo ở đâu có gì em lại em xin đó. Dạ. Rồi thôi cũng hiểu sơ hoàn cảnh của em rồi. Dạ. Thì hôm nay anh sẽ thay mặt ha gia đình của anh Tôn Thất Hằng ở bên Mỹ sẽ hỗ trợ cho em một phần quà trong thời điểm khó khăn này. Thì bây giờ anh mời em lại nhận phần quà trước đi rồi anh nói tiếp. Rồi bây giờ em nhận giùm anh phần quà này, nhận phần quà này. À, một bao gạo 5kg, một bó hẹ và một bịch khẩu trang. Thôi để anh cầm bịch khẩu trang cho, rồi em cầm hai thứ đó em để em bàn giùm anh đi. Rồi anh sẽ nói tiếp. Cái thời điểm này mà em nhận được phần quà này em cảm giác thế nào em? Dạ em rất là mừng với lại em cảm ơn chương trình với anh Nhật Minh. Ừ, sao biết anh? Lắm. Dạ tại vì hồi trước là anh có cho em một cái thẻ số điện thoại à. Nhưng mà em có nhắn tin anh hình như anh Lubu của anh không nhận được hay sao? À. Em không thấy nhắn trả lời lại rồi. Em cũng đi kiếm mấy người gần á em hỏi thì người ta kêu em vô đây. Rồi hôm qua em vô đó là gặp anh em mới biết. Dạ. Rồi ok. Thì em có thắc mắc là bây giờ anh thắc mắc em trước đi. Cái khẩu trang này em mua khi nào? Dạ em mua cũng được 20 ngày rồi nhưng 20 ngày. Mà em giặt em xài rồi bữa nay em giặt rồi tới ngày mai em xài nữa. Chỉ có một cái khẩu trang này thôi hả? Dạ. Là em giặt luôn. Dạ. Trời ơi con như mình bây giờ mình không còn tiền để mua khẩu trang luôn. Dạ. Rồi vậy thì hôm nay mà em thấy được cái 10 cái khẩu trang rồi về rồi em cảm giác như thế nào? Dạ em thấy rất là vui với em cảm ơn anh nhiều. Tại vì cái khẩu trang này của em là nó giặt nó sẽ bị tư lông đó đúng dạ, không? Dạ. Tư lông thì nó sẽ khó. Em biết cách giặt của nó em bóp em không dám dò. À. Em giặt xà bông rồi em bóp rồi à. Em nấu nước sôi lên cái em trụng lại cái nữa. Em trời ơi kỹ dữ vậy hả? Dạ. À, vậy rồi hết ga sao? Dạ nhiều khi hết ga nó thiệt anh em bắt nồi cơm điện em nấu luôn. Trời nấu dữ. Nước sôi luôn. Vậy luôn. Dạ. À, quá hay. Dạ. Rồi. Thì coi như là thời điểm này mà em nhận được bịch khẩu trang này nó quá hợp lý luôn đúng không? Dạ, cảm ơn anh. Mình có khẩu trang mới rồi đúng không? Dạ. Rồi bây giờ em nhìn cái bịch khẩu trang này có khác biệt gì với khẩu trang em đang đeo không? Thì em thấy cái này nó mịn hơn với lại em thấy... Thấy gì? Em thấy gì? Dạ, em thấy mịn hơn với em thấy có một cái gì nó quý giá với em lắm. Thì đó là tấm lòng của gia đình của anh Tôn Thất Hằng. Dạ. Muốn hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn như dạ. em trong thời điểm hiện nay. Dạ. Thì đó là một phần kinh phí. Dạ. Thì hy vọng là với cái phần kinh phí này dạ. thì em cũng có thể làm đỡ được cho gia đình em trong thời điểm này. Dạ. Thì thời điểm này em nhận được phần quà này em cảm giác thế nào? Em rất là vui với em cảm ơn anh Nhật Minh. Với cảm ơn cái gia đình mà đã tài trợ cho em á, dạ nhà hảo tâm á. Là em rất cảm ơn, em có 500 ngàn này em sẽ về trả một ít cái tiền thiếu tiền tập quá thiếu tiền tập quá cho anh ta nhưng tiền nhà em dặn để đó chừng nào em có tiền tài trợ em mới mới đóng cho cô được. Dạ. Rồi, quá là quý luôn đúng không? Dạ. Rồi, thì hy vọng với phần quà này cũng đỡ được cho em gia đình trong thời điểm khó khăn này. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, chào em. Dạ, chào anh. Rồi, chào em. Dạ rồi cái nhà hoàn cảnh tiếp theo là hoàn cảnh của em này. Rồi thả em. Rồi chào em. Em tên gì? Dạ Tuyết. Tuyết. Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 25. À em nhà mình đâu em? Trên Mỹ Phú em đánh giùm. À em biết rồi nhưng mà nhà mình đâu á? Dạ trên Mỹ Phú. Mỹ Phú là ở Tân Hội. Tân Hội. À ok. Rồi em còn đi làm không hay là? Dạ đi làm. À em làm bên công việc gì? Dạ công ty Tỷ Sừng. Tỷ Sừng à, bây giờ vẫn còn làm trong đó không hay nghỉ rồi? Dạ còn.
Vậy hiện tại là hôm nay là em lãnh giùm ai? Giùm bà cô sát nhà, bà không biết đường đi, nhưng không biết chạy xe lãnh giùm. À, bà cô sát nhà hả? Bà cô đó là tên gì em? Nguyễn Thị Yến. À, là lớn tuổi chưa? Dạ, lớn rồi mà bị bệnh. À, là không di chuyển được hay sao? Dạ, không biết đường đi. Nhưng mà bà sống với ai em? Sống con mình. Sống con mình thôi. Thành ra là hôm nay em đi lãnh giùm. À, sao em không chở bà cô nó để em xuống cho bà cô lãnh? Tại bà bệnh nó đi bất tiện. À, đi bất tiện đúng không? Bữa nay em không đi làm hả? Dạ không, công ty dịch nghỉ không về. À, vậy có nghĩa là mình vẫn còn bảo lưu hồ sơ làm việc đó nhưng mà do dịch là nghỉ đúng không? Dạ. Ừ, rồi thôi cũng hiểu sơ rồi. Rồi thì thôi thôi anh gửi cho em luôn để em gửi lại cho bà cô đó ha. Mà bà cô đó là sống đây, sống chung với ai em? Sống của mình ở nhà, có cháu sát bên nhà em nè. Cháu. À, vậy là em là cháu ruột không hay là? Dạ ruột. À, vậy là mình kêu bằng cô mấy? Dạ. Cô thứ mấy? Cô Út. Cô Út. À, là sống con mình thôi, là em đi lãnh cho cô của em đúng không? Rồi thì thôi là lại đây đó, anh gửi luôn. Tại vì tưởng đâu em lãnh thì mới hỏi nhiều được, còn em lãnh giùm thì thôi thì anh cũng gửi ha. Thì hôm nay là anh thay mặt gia đình của anh Tôn Thất Hàng ha, ở bên Mỹ, sẽ hỗ trợ cho cô em một phần quà, bao gồm là một bao gạo 5kg, một bó hẹ và một bịch khẩu trang. Rồi bây giờ em nhận hai thứ này em để lên trên đó giùm anh đi. Hai món, món đó và món này. Rồi, rồi anh để đây. Em có thắc mắc là tại sao mà hôm nay muốn phần quà lại có bịch khẩu trang không? Vì tại dịch. Tại dịch, đúng không? Theo cảm nhận của em là tại dịch, thành ra là tặng thêm bịch khẩu trang là nó quá hợp lý đúng không? Dạ. À, em nhìn cái bịch khẩu trang này có khác biệt gì với khẩu trang mà thường em hay mua không? Hay đeo không? Em nhìn sơ thử coi. Có thấy gì khác không? Không thấy gì khác mà. Thôi em cầm em sờ nắng thử coi. Có thấy gì không? Có tiền. Thì đó là tấm lòng của gia đình anh Tôn Tất Hằng muốn gửi đến cô của em trong thời điểm khó khăn hiện nay. Thì thời điểm này mà theo em nha, em nhận được phần quà này cho cô, em cảm giác như thế nào? Mừng. Mừng. Ngày em nhắn gửi gì với gia đình anh Tôn Tất Hằng không? Dạ, dịch này cũng cảm ơn gia đình hỗ trợ cho cô. Rất là đáng quý đúng không? Dạ. Hy vọng với phần quà này cũng giúp đỡ cho em và cô em đỡ được trong thời điểm khó khăn này. Rồi, chào em. Rồi, chào em. Tới đây nè. Rồi, em tên gì? Em tên Nguyễn Xuân Thịnh. Nguyễn Xuân Thịnh. Dạ. Em năm nay nhiêu tuổi rồi? 23. Nhà em ở đâu? Ở dưới Mỹ Thuận á. Mỹ Thuận là dạ. Tân Hội ha? Dạ, Tân Hội. À, vậy là hôm nay là mình đi lãnh, làm lãnh cho gia đình hay lãnh cho em? Em thấy trong giấy ghi là tên em. À, tên em hả? Dạ. À, đây, hiện tại là em đang trực chốt ở đâu? Cầu Bà Thanh. Cầu Bà Thanh là nằm ở đâu ta? Cầu Bà Thanh, trong... trong chốt ở Vĩnh Long hả? Dạ. À, hiện tại giờ em trước giãn cách em làm công việc gì? Công ty cá. Công ty cá. Dạ. Là mình làm bằng cá hay sao? Làm bên kho lạnh á. À, còn mà hiện tại là em đang ở với ai? Với cha mẹ, ông nội. Là 4 người. Dạ, cô có hai. Cô hai, năm người. Gì nữa? 6 người luôn. Dạ, anh em nữa. 7 người. Dạ. À, em có gia đình chưa? Dạ, chưa. Lúc mà làm cá thì một tháng được bao nhiêu? À, trung bình thì từ 6 triệu. Ừ. Nói chung lúc đó làm cũng được đúng không? Dạ, dạ. Rồi mà mình đi này là mình đi dân quân hay là cho mình trực chốt mình mới đi? Em đi dân quân. À, vậy thì chắc trực đâu có tiền ha? Dạ có, trực dạ. Cũng có chế độ nè. À, cũng có đúng không? Dạ có. À, rồi thì hôm nay mà em nghe tin là em nhận được một cái phần quà ở chương trình này thì em cảm giác như thế nào? Thấy là vui. Vui. Dạ. Đúng không? Dạ. Ok. Rồi bây giờ anh mời em qua nhận cái phần quà giùm anh trước đi. Thì bây giờ trước tiên nha, đây là phần quà của gia đình anh Tôn Thất Hằng ở Mỹ ha. Rồi em nhận giùm anh một bao gạo 5kg đi, rồi một bó hẹ. Rồi em lên em đem lên đây, em để lên bàn đi. Rồi em để luôn. Rồi ha, thì đây là một cái bịch khẩu trang 10 cái. Thì em bây giờ anh hỏi em này, khi thời điểm này mà em nhận được cái phần quà này em cảm giác như thế nào? Quý, rất quý. Rất quý đúng không? Dạ. Theo em thì cái phần quà này gia đình ăn được bao nhiêu ngày? Cả nửa tháng anh. Nửa tháng. Dạ. 5kg gạo nửa tháng. Dạ. 7 người.
Ồ, cho ra là vậy. Ở nhà gạo ở ngoài xã đội có cho sẵn nữa. À, dạ. Có nghĩa gạo là không thiếu, nhưng mà chủ yếu là thiếu thực phẩm thôi đúng không? Dạ, đúng rồi. Hồi trưa nay là em ăn gì em nói nghe thử coi. Trưa nay là em trực trong chốt, em ăn trong chốt. À, trong chốt ngon không? Dạ, đồ người ta làm từ thiện ta cho, với dạ. Bà con xung quanh ta cho đồ ăn cũng nhiều lắm anh. À, vậy ha? Dạ. À. Rồi bây giờ anh hỏi em này ha, cái khẩu trang em đang đeo với cái khẩu trang này giống không? Dạ khác anh, hình như khác. Dạ, khác ở điểm nào? Này nó có cái găng màu xanh xanh như vậy. À, vậy ha? Rồi em thấy cái bịch khẩu trang này em thấy có gì khác biệt so với những khẩu trang bình thường không? Dày hơn hả? Dày hơn hả? Dạ. Theo cảm nhận của em là dày hơn. Dạ. Rồi giờ em cầm thử coi, em coi nó khác biệt gì không? Sao à? Khác. Khác là điểm nào? Có tiền. Có tiền. Dạ. Em có bất ngờ nhiều phần quà này không? Dạ bất ngờ. À, thì đây là tấm lòng của gia đình anh Tôn Đức Hằng ha. Muốn gửi đến những hoàn cảnh khó khăn trong thời điểm hiện nay. Dạ. Thì em nhắn gửi gì với anh ấy không? À, em cũng cảm ơn anh ấy. Ừ. Giúp bà con trong phường. Ừ. Với trong xã Vĩnh Long của mình. Ừ. Dạ, em cũng cảm ơn anh ấy. À, rất là đáng quý đúng không? Dạ. Trong thời điểm khó khăn như này. Dạ. Rồi, hy vọng là phần quà này cũng đỡ được gia đình em ha. Dạ. Rồi, chào em. Rồi cái nhà hoàn cảnh tiếp theo, hoàn cảnh của em này. Rồi mời em lên đây. Xích lên nè. Rồi chào em tên gì? Dạ, em tên Trần Văn Mẫn. Mẫn dạ. Em năm nay nhiêu tuổi rồi Mẫn? Dạ em 23. À, là trước giãn cách mình làm công việc gì Mẫn? Dạ mới vừa đi bộ đội về. À mới vừa đi bộ đội về. Là hiện tại là bây giờ là em đang ở với ai? Dạ ở với mẹ với bà ngoại. À là ba người. Dạ. Nhà em ở đâu? Dạ ở Tân Hội. Tân Hội. À hình như là em mới đi bộ đội về mà giờ em vô bên dân phố hả? Dạ. Để em trực chốt hay gì? Dạ. Rồi mình có lương không? Dạ có. Ừ, tháng được nhiêu? Dạ lương qua dân phố tháng được 400. Có 400 ngàn hả? Dạ. Rồi là em vô lâu chưa? Dạ mới vô. À vô dịch tới giờ hả? Dạ. Ừ. Rồi hôm nay là khi mà em nhận được cái thông tin là mình được nhận cái phần quà thì mình cảm giác như thế nào vậy? Dạ cũng mừng lắm. Cũng mừng đúng không? Dạ. Nhà mình khó khăn không? Dạ nhà cũng khó khăn. À hồi trưa nay là em với gia đình ăn gì? Dạ tàu hủ. Tàu hủ đó là nguyên nhà ăn vậy luôn tàu. Dạ. Hủ chiên hay tàu hủ kho? Dạ chiên. À còn ngày hôm qua? Hôm qua thì giấc chiều con cá. À cá mà cá đó mình mua hay cho? Dạ cá nhà. À, cá nhà mình bắt lên ăn. Dạ. À giờ mình nuôi ao hả? Dạ. À nói chung thì cũng vất vả quá ha. Dạ. Rồi ok rồi anh mời em qua đây thì hôm nay anh thay mặt ha, đây gia đình của anh Tôn Thất Hằng nha. Thì phần quà của anh ấy sẽ bao gồm là một bao gạo 5kg. Rồi cái phần quà của anh Hợp là một bó hẹ và một bịch khẩu trang. Rồi anh mời em nhận giùm anh một bó hẹ với một bao gạo 5kg đi. Rồi em để lên trên bàn đi. Anh có một vài câu hỏi tiếp. Thì thời điểm này mà em nhận được cái phần quà này em cảm giác thế nào Mẫn? Dạ em thấy mừng. Mừng. À. Rồi thì em nhìn ha, em nhìn anh cái bịch khẩu trang này với khẩu trang em đang đeo có khác biệt gì không? Dạ khác. Khác điểm nào? Dạ khác màu. Khác màu. Ngoài ra em thấy còn khác gì khác không? Dạ không. À bây giờ em cầm thử coi em coi nó khác biệt gì nữa không? Với bịch khẩu trang của em không? Dạ khác. Khác điểm nào? Dạ có tiền. Có tiền. Thì em có bất ngờ về phần quà này không? Dạ cũng thấy bất ngờ lắm. À cái thời điểm này mà em nhận được cái phần kinh phí này em cảm giác như thế nào? Dạ cũng mừng lắm. Thì thời điểm khó khăn mà dịch bệnh không có làm gì ra tiền hết. Ừ. Thì cái phần quà này em sẽ đem về cho đưa cho mẹ, cho ngoại hay là em để dành? Dạ đưa cho mẹ. À để cho mẹ mua đồ ăn thức uống đúng không? Mua đồ ăn uống ngày. À để vượt qua thời điểm khó khăn này đúng không? Dạ. À, em nhắn gửi với anh Tôn Thất Hằng không, người đã giúp đỡ em ngày hôm nay? Dạ em hai gia đình em cũng cảm ơn anh nhiều. À, à cũng cho được một phần quà. Ừ. Rất là đáng quý trong thời điểm hiện nay đúng không? Dạ. Rồi hy vọng với phần quà này cũng đỡ được cho em gia đình ha. Rồi chào em. Rồi cả nhà hoàn cảnh tiếp theo, hoàn cảnh của em này. Rồi em mời em lại đây. Rồi chào em. Em tên gì? À khỏi. À, dạ em tên là Đặng Thị Hồng Linh. À Linh, năm nay dạ. Em nhiêu tuổi rồi? Dạ em năm nay 39 tuổi. 39 hả? Ở trong em rất là trẻ luôn á, em lớn hơn anh luôn á.
Nhưng mà nhìn em trẻ lắm. Dạ, ừ. Cảm ơn anh. Trước giãn cách em làm công việc gì? Dạ, em làm ở trong công ty á anh. Rồi dịch bệnh nên công ty nó không có làm việc nên em nghỉ ở nhà. Rồi ông xã của em thì ổng đi làm nghề tự do á, dịch bệnh cũng không làm được. Mà ảnh cũng đang mắc ở trong cái vùng dịch đó, anh không có về nhà. Thì em ở nhà thì em chỉ có không có làm ra tiền mà phải nuôi ba con nhỏ nữa. Ba con? Dạ. Đứa nhỏ nhất của em là bao nhiêu? Đứa nhỏ nhất của em là 3 tuổi. Rồi kế tiếp? Đứa kế là 6 tuổi. Đứa kế nữa? Đứa nữa là 12 tuổi. Vậy là coi như bây giờ cái thời điểm này mà chuẩn bị nhập học thì cũng là một vấn đề nan giải của gia đình em đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ hiện tại là em sống với ba con rồi, em sống với ai nữa? Dạ em ở với mẹ ruột của em. Bốn người? Dạ bốn người, mẹ em 60 tuổi. 60 tuổi? Dạ. Rồi từ bữa giãn cách tới giờ em không có đi làm được, bà xã em cũng không làm được. Dạ. Rồi gia đình mình ăn uống như thế nào? Dạ cũng nhờ cái hỗ trợ của địa phương á anh. Như có cho chu cấp hỗ trợ cho gạo với đồ ăn này kia. Rau. Dạ, có thịt cá gì không em? Dạ cũng có nhưng mà lâu lâu mới được một phần một hai con cá này kia thôi. Còn trứng có không? Trứng trứng thì cũng kiểu dạng giống như mấy dì mấy cậu này kia lâu lâu ở gần đó mà người ta có ghé được thì tao mới cho thôi. Coi như cũng sống bằng tình thương của địa phương với nhà hảo tâm. Dạ. Thì buổi trưa ngày hôm nay đi, gia đình em ăn cái gì? Dạ trưa nay á hả, thì hồi trưa nay á thì như hình như là ăn trứng trứng luộc. Trứng luộc, em luộc bao nhiêu trứng để em ăn hết bốn người? Dạ, em thì chủ yếu là cho mấy tụi nhỏ nó ăn thôi, 4-5 trứng thôi, cho chủ yếu là cho mấy đứa nhỏ thôi. Còn em với mẹ thì chủ yếu là ăn cái này rau luộc này kia để cho qua bữa thôi. Còn chiều nay? Chiều nay hả? Tính chưa? Em tính tới chưa? Chưa tính. Còn ngày hôm qua ăn gì em nhớ không? Hả? Chủ yếu là bình thường mọi ngày là của em chủ yếu là ăn rau luộc này kia thôi. Với mà nếu như mà có cá thịt này kia thì chủ yếu là để dành cho mấy bé nhỏ. Còn em với người lớn thì mình ăn cái gì uống cho qua ngày thôi cũng được. Vậy là cũng lâu lắm rồi ha. Mình nói chung là mình không có kiếm được thu nhập. Thật ra là cũng rất là vất vả. Còn mấy đứa con em có giờ nó nói nó thèm ăn thèm uống vậy nào không? Có chứ anh. Nó nói sao em nói nhỉ? Nó nói đứa thứ mấy nha? Đứa nhỏ thì nó không có biết. Nó chưa có biết. Còn có hai đứa lớn thì đứa 6 tuổi thì nó nói là nó muốn ăn thịt. À, còn đứa 12 tuổi. Đứa 12 tuổi thì thôi khỏi nói, thì nó là nó đâu biết ăn cái này kia thì nó có lẽ là nó đòi ăn gà, ăn vịt này kia thì quý. Còn bình thường chứ nhiều khi nó nói thì em cũng buồn nhưng mà mình lo không được thì mình cũng phải chịu thôi. Lúc đứa 6 tuổi nó nói thì sao? Mẹ ơi con thèm thịt quá à, lâu sau mẹ không mua thịt cho con ăn. Rồi em nói thì sao? Nói hả, giờ mình ở trong nhà mình không có điều kiện. Với lại mà ở đây cái vòng vòng cũng đâu có chỗ nào bán đâu mà mình mua cho con ăn. Nó chỉ khóc thôi. Mà giờ trong túi em còn nhiêu tiền? Túi em giờ chỉ còn có 50.000 để đi chiều đi lấy cái để mới mượn của người ta để đi lấy mấy cái bản tên chiều chuẩn bị cho nó khai giảng năm học nè. Là đứa nào, đứa thứ giữa hay là đứa lớn anh? Lớp 6 đúng không? Dạ, để thiêu mấy bản tên em mới mượn tiền của ta để đi lấy bản tên cho nó. Phải nói đúng là cơn dịch này nó hại nhiều thứ quá ha. Dạ. Chứ là những gia đình mà có những đứa con nhỏ còn cực khổ hơn rất là nhiều. Dạ. Rồi, thì cũng chia sẻ với em, anh mời em qua đây. Thì hôm nay ha, anh sẽ thay mặt gia đình của anh Tôn Thất Hằng ở bên Mỹ. Sẽ hỗ trợ cho em một phần quà trong thời điểm hiện nay. Khó khăn hiện nay thì phần quà sẽ bao gồm một bao gạo 5kg, một bó hẹ và một bịch khẩu trang. Đó thì em ginh bó hẹ với bao gạo đi, để anh bưng cái nặng nhất là khẩu trang cho. rồi em để lên trên bàn đi, anh còn hỏi một vài câu nữa. Rồi thời điểm hiện nay mà em nhận được cái phần quà này em cảm giác thế nào? Trời ơi, em vui dữ lắm luôn á. Vui lắm hả? Vui lắm luôn á, tại vì bình thường á là cũng cái phần quà này là người ta cho em cũng đã lâu rồi. Hiện tại giờ nếu cũng nhờ phần này mà chiều nay là mấy đứa con em nó có thêm một phần canh để nó ăn. Có thêm phần canh là em tính nấu canh đúng không? Dạ. Theo em bố canh này gia đình ăn mấy ngày? Chắc cũng được 2 ngày. 2 ngày. Dạ. Rồi bây giờ hỏi cái này hơi ngoài lề. Em nhìn cái khẩu trang này với khẩu trang em đang đeo khác biệt gì không? Nhìn bề ngoài nha. Dạ, em cũng giống như khẩu trang em. Giống em không? Dạ. Rồi bây giờ là em thử cầm lên em sờ mó nắng bóp nó thử coi có khác biệt gì không? Cũng
cái gì ở dưới đây. Có đâu? Em thử, em xem thử coi. Ôi trời. Sao em? Em cảm ơn anh nhiều lắm. Em có bất ngờ về cái phần quà này không? Dạ có. Thì đây là phần quà tấm lòng của gia đình anh Tôn Thất Hằng đó. Dạ. Muốn hỗ trợ giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn trong thời điểm hiện nay. Dạ. Đó, thì hôm nay anh thay mặt anh ấy, gia đình anh ấy gửi tặng đến em ha. Dạ, em cảm ơn anh nhiều lắm. Thì thời điểm này em nhận được phần quà này em cảm giác như thế nào? Dạ, em rất là xúc động, em cảm ơn Mạnh Hương Quân đã hỗ trợ cho em cái phần này ạ. Em có bất ngờ về phần quà dạ, hôm nay dạ, không? Dạ, có. Thì theo em thì chút xíu nữa em sẽ mua gì? Chắc cái này em sẽ mua thịt với mua vịt này. Theo như mấy nhỏ về hỏi là con muốn ăn gì mẹ sẽ mua cho con ăn cái đó. Tại vì lâu quá rồi thì cũng không có cho nó ăn uống được đầy đủ đúng không? Dạ dạ. Thành ra là hôm nay nhận được thì cũng khá là xúc động. Dạ. Rồi thì hy vọng với phần quà của gia đình anh Tôn Thất Hằng ha cũng đỡ được cho gia đình em trong thời điểm khó khăn này. Dạ. Rồi. Rồi chào em. Rồi mời. Mời chú ở đây ạ. Rồi con chào chú. Dạ. Chú tên gì? Mai Thanh Hùng. Dạ. Chú Hùng năm nay nhiêu tuổi rồi? Năm nay 50. 50. Nhà mình đâu chú Hùng? Tân Hội. Tân Hội. Tới thời điểm chú giãn cách mình làm công việc gì chú Hùng? Đó giờ bán vé số và giãn cách nghỉ tới giờ luôn. Vậy là ngày trước thì chú bán ngày được bao nhiêu tờ? Bán ngày 100 mấy ha. Dạ. Mà hiện tại bây giờ chú đang ở với ai? Ở với bà xã với hai chồng già bị bệnh tai biến nằm chỗ. Chú có con không? Con đứa. Lớn chưa? Nó mới hết 12 là vừa ra tính cho đi bằng tiếp mà bệnh rồi nghỉ nhà luôn, không chưa có đi làm. Dạ. Vậy là ba mẹ chú bị tai biến. Dạ. Là bây giờ là tổng cộng nhà có 5 người. Dạ. Còn mấy ngày ăn uống như thế nào chú Hùng? Thì có kể gì ăn lấy chứ đâu có đi chợ được, có người đi chợ thay giá rồi gửi mua này mua kia về với người ta cũng cho này kia đó. Rồi gạo thóc đồ ăn. Có điều là đi chợ thay nhưng mà vấn đề là mình có chi phí thì mình gửi cho người ta đi hay không thì là nói chung là cũng eo hẹp, mình gửi người ta là mấy chục ngàn cá mắm vậy à. Dạ. Chứ mà hôm nay cũng là ngày 62 kể từ ngày cũng bán vé số rồi. Dạ dạ. Mà sao ra chú cầm cự được vậy là cũng hay hơn người khác lắm rồi đó. Bán dưới nhà thuốc Khải Hoàn Vĩnh Long sáng xuống đó bán hai chồng luôn. Rồi cái vợ tranh thủ hai chồng bán như tới 9 giờ là thấy chợ vắng rồi chạy về liền. Rồi vợ lo cơm nước cho ông già bà già rồi còn nhiêu rồi mình đi bán. Là cha mẹ chú thì bị tai biến hả? Tai biến bà già bị nay 8 năm là không di chuyển được luôn. Nằm chỗ. Là hai người lớn tuổi luôn. Ông già thì cũng 82 bà già 84. Còn bữa nay buổi trưa gia đình ăn gì chú? Bữa nay ăn cơm thì nữa với cá kho rồi mấy người trong vườn ta đi đăng đó, thế mình lại mua cá dảnh đồ cá gầm đồ. Là mình mua hay là mình xin mua? Mình ta bán ký có 25 ngàn 20 ngàn. Mấy người ta đi đăng về á, đăng hả? Người ta đăng bên cồn rồi đó, ta đi văn lưới á. Rồi thôi cũng hiểu sơ về hoàn cảnh chú Hùng rồi. Rồi thì con mời chú Hùng ra đây. Hôm nay ha con sẽ thay mặt cái chú Hùng ra đây, gia đình của anh Tôn Thất Hằng ở Mỹ ha, sẽ hỗ trợ cho chú và gia đình một phần quà trong thời điểm khó khăn này. Thì một phần quà sẽ bao gồm là một bao gạo 5 kg, một bó hẹ và một bịch khẩu trang. Bây giờ chú lấy giùm con hai thứ này đi, thì khẩu trang con cầm cho. Rồi con mời chú để lên bàn con. Thời điểm này mà chú nhận được cái phần quà này chú cảm giác như thế nào chú Hùng? Rất là mừng, tại vì không có đi bán đi bằng được á. Thì như mấy cô mấy chú giúp đỡ vậy trong cái thời gian dịch này á, thì cũng rất là mừng. Trang trải cuộc sống cho nó hết dịch, cầu mong cho hết dịch nó đi bằng trở lại. Cũng cảm ơn mấy Mạnh Hùng Quân cho vậy đó. Mình sống tới hết dịch mình lao động trở lại lo cho nhà. Xin cảm ơn rất nhiều. Có nghĩa là thời điểm này ai cho gì mình cũng quý. Đúng không? Rồi bây giờ con hỏi chỗ này tí nha. Chú thấy cái bịch khẩu trang này ha. Chú có thắc mắc tại sao mà hôm nay phần quà lại có thêm bịch khẩu trang không? Nên tại vì cho gì nhận ấy chứ đâu biết gì đâu. Khẩu trang để trước khi mình ngừa bệnh đi ra đường đâu. Đó. Thì chú có thấy bịch khẩu trang này với cả cái khẩu trang chú đang đeo có khác biệt gì không? Cái khẩu trang này, khẩu trang mua ở ngoài thấy rồi, khẩu trang này cũng cho trong cho nè. Là thấy nó cũng giống hay là khác? Cái khẩu trang chú đang đeo. Ngoài nè. Đang giống đúng không ạ? Giống ra ngoài đúng không ạ? Rồi bây giờ chú cầm thử bịch khẩu trang này, nó coi nó có điểm khác biệt gì không? Chú nắng bóp rồi coi. Sao à? Thì có số tiền này về mua thuốc cho ông già tiếp với bà già rồi mua đồ ăn đâu. Chú bất ngờ về phần quà ngày hôm nay không? Dạ cũng thấy mừng, tại vì
đi gì có tiền cái về mua sữa rồi cho ông già. Dạ. Thì đó là tấm lòng của gia đình anh Tôn Thất Hằng ha. Dạ. Muốn gửi đến những hoàn cảnh khó khăn. Dạ. Trong thời điểm hiện nay. Dạ. Thì chú nhắn gửi gì với gia đình anh ấy không? Thì chúc gia đình dồi dào sức khỏe để có vậy như là cứu cho những người hoàn cảnh khổ vậy nè. Chúc sau này mạnh khỏe để ta có điều kiện tạo cho những người nghèo hoàn cảnh khó khăn. Dạ. Cảm ơn. Rất là đáng quý luôn mà. Dạ, dạ. Trong thời điểm hiện nay. Rồi, con mời chú nhận. Dạ. Dạ. Rồi, chào anh. Dạ. Anh tên gì? Dạ, em tên Đạt. À, anh Đạt năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, em 31. Dạ, nhà mình đâu em? Dạ, em ở nhà trọ bên 175 á. 175. Dạ. Ở xã nào? Ở phường tổ 51, phố 5, phường 9. Phường 9. Dạ. À, trước thời điểm giãn cách thì em làm công việc gì? Dạ, em rửa xe. Rửa xe? Mình rửa xe đâu em? Ở Tân Bình đó anh. À, một ngày được bao nhiêu? Dạ, ngày được trăm mấy à. À, hiện tại bây giờ em đang sống với ai? Dạ, em sống với hai đứa con. Con em lớn chưa? Dạ, đứa 8 tuổi, đứa 6 tuổi. À, 8 tuổi, 6 tuổi. Là bây giờ mình đang sống ở nhà mình hay là ở đâu? Dạ, em sống nhà trọ. À, là mình thuê nhà trọ đâu em? Dạ, em thuê chỗ 175 á anh. À, còn một tháng mình đóng bao nhiêu? Dạ, tháng 800 mấy. À, rồi mấy ngày kể từ lúc mà giãn cách tới giờ rồi em không đi làm được rồi gia đình ăn uống như thế nào? Dạ, nói chung khổ lắm anh. Cũng khó khăn quá hả? Dạ, không có gạo ăn luôn. Không có gạo luôn? À, em đi xin vô chùa đội xin á. À, em phải đi vô chùa xin. Dạ. Rồi bây giờ trong nhà còn nhiêu ký gạo? Mấy lon nhỉ? Em cũng chắc cũng cỡ 4-5 ký nữa. À. Em mới xin cả chục ký. À, mà em xin ở đâu? Dạ, em xin ở chùa. Ở chùa hả? Dạ. Nhưng mà cứ hết là mình lại chùa xin là có hay sao? Dạ, không có. Có khi ta cho mới xin được. À, vậy là mấy ngày là em sống cũng bằng tình thương của mấy nhà hảo tâm thôi. Dạ, dạ. À, rồi khi mà em xin là em xin gạo thôi, em có xin được những cái món khác như là rau hay thịt cá dạ, gì không? Dạ, có rau, củ đâu nữa anh. Nhưng mà có thịt cá gì không? Dạ, không. À, không. Có cái chị ở gần nhà đó, chị bán rau đó. À. Rồi chị cho rau đồ ăn. À, coi như là cũng thấy gia đình em khó khăn, dạ. Cũng hỗ trợ cho em là rau ha. Dạ. À, rồi nãy em nói con em là đứa nhỏ nhất là mấy tuổi? 6 tuổi anh. Đứa lớn? Đứa lớn 8 tuổi. À, rồi hai đứa nhỏ mấy ngày nó có ăn uống như thế nào? Thì vợ chồng ăn gì nữa, ăn nấy gì đó. Nó có đòi gì em ăn uống gì không? Dạ không. Là em cho gì nó ăn đó? Dạ. Nó không nói gì hết hả? Dạ. Nó có nói là ba ơi con muốn sữa hay là muốn ăn thịt, ăn cá gì không? Cũng có đòi sữa rồi. Nhưng mà nó đòi em hay đòi, đòi vợ em? Đòi em rồi đòi vợ em luôn. À, nó đòi sao em nhớ em nói anh nghe thôi. Là mua sữa, mua bánh cho con gì đó. À, rồi em nói nó sao? Không có tiền. À, chỉ nói đơn giản vậy thôi. Chứ nói sao? À, nói bây giờ thì thôi con gán, con chịu đựng một thời gian chẳng hạn phải không? Dạ. Chứ giờ ba cũng không có đi làm được, thì không có tiền mua sữa được cho con. Dạ. Ừ, nói chung thì mấy ngày cũng vất vả quá ha. Dạ. Rồi sao biết anh đây mà để xuống nhận sự trợ giúp vậy? Dạ, em nghe những người ta xin đó, anh cho đó, rồi người ta chỉ em. À, ta nói sao? Người ta nói anh Minh cho từ thiện gì đó. À. Rồi lại đây xin nè. Ừ. Đi đại con không biết được không hả? Dạ, em đợi, hồi bữa hỏi em đợi. À. Người thấy người ta đuổi vô đây nè, mấy chị kia đuổi ra. À. Rồi em thấy khổ quá ơi, rồi đợi, rồi chừng nào anh ra thì... À, lúc đó là anh phát phiếu cho em đúng không? Dạ. Ừ. Rồi thôi cũng hiểu sâu hoàn cảnh của em rồi. Rồi mời em qua đây. Thì cũng chia sẻ với em ha. Hôm nay anh sẽ thay mặt gia đình của anh Tôn Thất Hằng ha, ở Mỹ, sẽ hỗ trợ cho em và gia đình một phần quà, bao gồm một bao gạo 5kg, một bó hẹ ha, và một bịch khẩu trang. Bây giờ em nhận giùm anh hai cái đó giùm anh, một bao gạo và một bó hẹ giùm anh đi. Rồi mời em để trên bàn. Các bạn nãy mình đứng nói chuyện. À, cái thời điểm này mà mình nhận được cái phần quà này mình cảm giác như thế nào vậy? Em rất mừng ạ. À, coi như nhận được về thôi cũng đã rất là mừng rồi hả? Dạ, có ăn. Mà đúng anh rồi. Nghĩ chắc hồi lúc mà trước mà em đi làm được chắc em đâu có đi xin đúng không? Dạ. Tại vì anh thấy cái cách nói chuyện của em thì em biết. Tại vì những người mà người ta thuộc dạng như là
khó khăn lâu quá rồi đó, với người ta xin viết quen á là người ta sẽ cách nói chuyện khác, mà thấy em hơi rụt rè là chắc có lẽ là mới lần lần này chắc cũng mới một hai hai lần phải không, kể từ lúc dịch bệnh tới giờ là mình mới như vậy thôi đúng không? Dạ. Rồi thì hôm nay em có thắc mắc là tại sao mà phần quà hôm nay lại có thêm bịch khẩu trang không? Dạ không, hôm nay dịch nè. Rồi, em nhìn bịch khẩu trang này em thấy khác biệt gì với khẩu trang mà em từng thấy hay từng mua không? Dạ. Em có thấy khác biệt gì không? Dạ khác. Khác là điểm nào? Dạ cái tình nghĩa. À cái tình nghĩa. Dạ. À là khác biệt cái điểm đó. Rồi giờ em cầm thử bịch khẩu trang này, em nắng em bóp thử coi. Em sờ em mó rồi coi em nhìn thử coi nó khác biệt không? Em thấy gì chưa? Em có bất ngờ gì ở phần quà này không? Em cảm nhận như thế nào khi mà thời điểm em nhận được phần quà này? Dạ em rất là mừng ạ. À, coi như là mình cũng không muốn nói lên lời luôn ha. Dạ. Em có nghĩ là hôm nay em đến đây em sẽ nhận được phần quà này? Dạ có, tại vì có người ta nói á. Người ta nói sao? Thì người ta nói là anh Minh cho quà gì đó, cho tiền nữa. Thành ra là khi mà thời điểm này mình nhận được phần quà này cũng rất là đáng quý đúng không? Dạ. Theo em thì em sẽ làm gì đầu tiên khi mà em đi chỗ bạn? Dạ, vậy em mua đồ ăn cho con em ăn. Thì đây là tấm lòng của gia đình anh Tôn Đức Hằng ha. Dạ. Ở bên Mỹ muốn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong thời điểm hiện nay. Thì dạ, anh cho em gửi lời cảm ơn anh Hằng đã giúp đỡ cho em trong hoàn cảnh khó khăn. Dạ, em cảm ơn. Thời điểm này mình nhận được phần quà này em cảm giác thế nè. Dạ em mừng. Mừng lắm đúng không? Rồi thôi em anh mời em về. Rồi. Lên đứng đây anh chụp tấm hình. Hoàn cảnh tiếp theo là hoàn cảnh của chị này. Rồi em mời chị lên đây. Đây đây gần em nè. Rồi chào chị. Chị tên gì? Nguyễn Thị Thu Thủy. Dạ chị Thủy hôm nay nhiêu tuổi rồi chị? À, sinh năm 76. Dạ nhà mình đâu chị Thủy hả? Ấp Khóm Tân Bình, phường Tân Hội. À, cái trước giãn cách mình làm công việc gì chị Thủy? Lúc chưa giãn cách á, thì ai mướn gì mình làm đó, dưới đang lục bình. À. Từ hồi giãn cách tới giờ ở nhà không có làm gì hết. Bây giờ hiện tại là mình đang ở với ai chị? Hai đứa con. Con chị lớn chưa? Một đứa thì học lớp 10, một đứa thì họ đang chuẩn bị vô lớp 7. À, còn ở với ai nữa? Không, gia đình có ba. Chỉ có ba người thôi. Cha mất sớm rồi. Cha mất sớm luôn. Rồi từ bữa tới giờ thì giãn cách là ăn uống như thế nào chị? Thì ở nhà, ví dụ mình có gì thì mình ăn cái đó đi. Thì giường thì có, nhưng mà ví dụ hôm qua mình ở trong giường mà đi vớt ốc, rồi tối vớt ốc, rồi bắt cua về khu quẹt ăn vậy đó. À, có nghĩa là thực phẩm thì mình có. Mình có thể là bắt từ thiên nhiên đúng không? Nhưng mà còn gạo với mì rồi thì mấy cái đó chị có không? Hồi trước thì mua, nhưng mà bây giờ thì ở ngoài phường mới kêu cho được 15kg. À, nói chung gạo thì cũng có, còn mì gói thì sao? Mì gói nói chung là giờ khó khăn, không có mì gói. Không có luôn. Không có. Dạ. Mấy ngày này nói chung cũng vất vả quá đúng không ạ? Còn mấy ngày con gần đi học rồi chị có tính được cái đường đi nước bước nào chưa? Nhiều khi cũng tính nhiều lắm, nhưng mà đang dịch bệnh không có làm được ra tiền á. Yeah. Chứ giờ thì đứa con lớp 10 của chị thì nói thật là chỉ mua được bộ sách thôi. Còn đứa con thứ vô lớp 7 thì ở ngoài cô chú Lý Thiền Kỳ có hỗ trợ cho một bộ. Chứ còn ngoài ra thì quần áo hay bất cứ cái gì chị cũng chưa có, nên nó không biết vô học, không biết sao đây con ơi. Bởi vì cũng khó khăn quá trong thời điểm hiện nay phải không ạ? Rồi thì cũng chia sẻ chị luôn, em mời chị lên đây. Hôm nay chị sẽ nhận được một phần quà từ gia đình của anh Tôn Thất Hằng ở bên Mỹ ha, sẽ hỗ trợ cho chị và gia đình trong thời điểm khó khăn hiện nay. Một phần quà sẽ bao gồm một bao gạo 5kg, một bó rau hẹ và một bịch khẩu trang. Rồi bây giờ em mời chị nhận giùm em một bịch gạo với một bó rau đi chị. Rồi chị nhận giùm em đi. Rồi chị lấy mẹ bao gạo luôn. Rồi chị để lên trên bàn này giùm em nha. Rồi chị để đi.
Rồi, thời điểm này mà chị nhận được ba phần quà này chị cảm giác thế nào chị Thủy? Chị rất là mừng. Dạ. Chị mừng lắm và chị cảm ơn chú bên Mỹ đã tài trợ và cưng đứng ra để hỗ trợ cho những gia đình đang hiện tại đang rất là khó khăn á. Dạ. Chị mừng và rất cảm ơn. Dạ, nói chung thì chỉ vậy thôi là mình cũng đã mừng rồi. Dạ, mừng rồi. Rồi. Bây giờ em hỏi cái này hơi ngoài lề nha. Giờ chị nhìn thấy cái bịch khẩu trang này chị có thắc mắc tại sao mà hôm nay tự nhiên mình nhận được bịch khẩu trang không? Bịch khẩu trang hả? Tại vì đang trong... chị xin lỗi. Trong trong thời điểm khó khăn mà được có khẩu trang thì chị cũng rất là mừng. Nhưng mà vô tình chị lật lên thấy tiền thì chị càng mừng hơn. Dạ. Chị rất là cảm ơn. Dạ. Lúc mà khó khăn chị được có số tiền như về để chị mua đồ ăn hay như để dành cho con nó năm mới rồi để đi học hay mua đồ của dụng cụ đi học, chị rất là mừng. Chị có bất ngờ về cái phần quà? Chị tính chị cầm cái bịch khẩu trang lên để trả lời thôi, nhưng mà chị đã mừng rồi, nhưng mà gặp tiền giờ chị càng mừng hơn. Dạ. Đó thì rất là đáng quý đúng không ạ? Với tâm lòng của anh gia đình anh Tôn Thất Hằng muốn hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, nhất là trong thời điểm này mà gần như là kinh tế của mình bị kiệt quệ đúng không ạ? Do mình không đi làm được, mà cái nữa là con cái của mình cũng sắp trụ trường rồi, mà có nhiều thứ phải lo. Dạ, mà phải thời điểm này mình nhận được gì mình rất là mừng luôn à. Chị có nhắn gửi gia đình anh Tôn Thất Hằng không, người đã giúp đỡ chị ngày hôm nay? Chị rất là mừng và cảm ơn anh khách Tôn Thất Hằng đó, và chị chưa hy vọng rằng anh lúc nào cũng khỏe mạnh để giúp đỡ và tài trợ những hoàn cảnh khó khăn như thế này. Dạ. Rồi chị cảm ơn. Dạ, rất là đáng quý đúng không ạ? Rất là bất ngờ. Bất ngờ. Dạ. Thì hy vọng với phần quà này cũng đỡ được cho chị ha. Về tiền mua sách cho đứa nhỏ lớp 7. Rồi, rồi em chào chị. Dạ. Vô qua đây nè chú. Dạ, con chào bác. Bác tên gì? Bác tên gì? Lớn thôi không nghe. Bác không nghe được hả? Dạ. Bị lớn thôi không nghe. Rồi thôi để con gửi cho bác luôn ha. Dạ, con gửi cho bác. Dạ. Dạ. Dạ rồi cả nhà ơi, hoàn cảnh của bác nãy không có nghe được thì mình cũng trao nhanh luôn. Rồi mời chị ra đây ạ. À. Ở đây nè chị. Rồi, chào chị. Chị tên gì? Dạ, chị tên Thủy. Chị Thủy năm nay nhiêu tuổi rồi chị? Năm nay chị 48 tuổi. À, nhà mình đâu chị Thủy? Ở 54 chặt 14. Phường nào? Phường 5. Phường 5? Phường 5. Ờ. Cái chú giãn cách thì chị làm công việc gì? Chú giãn cách thì chị đi phụ làm dẹp dọn dẹp nhà như bên xưởng gỗ á. À, xưởng gỗ hả? Một ngày mình được nhiêu? Ngày hả? Một ngày được có mấy chục ngàn à. Dạ. Ủa sao vậy? Mấy tám chục ngàn, thêm trăm ngàn, tùy theo chủ không cho vậy đó. À. Dọn dẹp phụ nấu cơm nấu nước vậy đó. À. Còn bây giờ hiện tại chị đang ở với ai? Chị đang ở cái chỗ đó làm luôn mà không có làm hết trơn á. Thì giờ là cũng chưa mở giãn cách thành ra chưa có làm gì chưa tiệm gỗ vẫn chưa mở. Chưa có mở. Nhưng mà mình vẫn ở đó. Ở đó mà không có công ăn việc làm hết. Nhưng mà có điều là mình ở gì rồi người ta có trả tiền cho mình không? Ở đó thì cơm nước nên người ta ăn chứ đâu có trả tiền đâu. À, có nghĩa là cho người ta cũng đâu làm được đúng không? Không làm được. Rồi sao chị biết đến đây mà hôm nay chị? Thì nhờ cái anh kia anh cho cái phiếu á. Anh thấy mình khó khăn anh cho cái phiếu. Là ở nhà chị, gia đình chị là mấy người? Gia đình chị hả? Có hai mẹ con à. Là con chị lớn chưa? Con chị nó cũng còn nhỏ, cũng làm cũng thất nghiệp, cũng làm ăn gì được, chưa có làm được hết. Cũng đi làm lao động tự do, hàng này nọ đó, nhưng mà này không có làm gì đâu, hai mẹ con đâu có làm gì đâu. Rồi, tôi cũng hiểu sơ hoàn cảnh của chị. Rồi, em mời chị lên. Hôm nay ha, là em sẽ thay mặt gia đình của anh Tôn Thất Hằng. Dạ. Tôn Thất Hằng ở bên Mỹ ha, sẽ hỗ trợ cho chị một phần quà trong thời điểm khó khăn hiện nay. Thì một phần quà sẽ bao gồm là một bao gạo 5kg, một bó hẹ và một bịch khẩu trang. Bây giờ em mời chị nhận giùm em bó hẹ với bao gạo đi chị. Rồi nhận giùm em bó hẹ luôn. Rồi em mời chị lại để hai cái món đó lên trên bàn giùm em đi. Rồi chị xích lên đó. Rồi. Thời điểm này mà chị nhận được mấy cái phần quà này chị cảm giác như thế nào?
chị cảm thấy cảm xúc động vô cùng, tại vì mình nó khó khăn nhưng mà được hỗ trợ của anh em thì cũng rất là quý. Cũng rất là quý đúng không ạ? Rất là quý trong Covid này. Chị có thắc mắc tại sao mà hôm nay lại được tặng thêm bịch khẩu trang không? Thắc mắc là tại vì Covid này là phải thực hiện 5K, đi ra đường phải đeo khẩu trang đầy đủ. Bởi vì thành ra thấy khẩu trang là chị nghĩ tới nghĩ đến là Covid nên nó phải thực hiện 5K. Tới những người gửi mà quan tâm đến sức khỏe của mình đúng không ạ? Cảm ơn anh em như là kiểu như là cũng lo lắng cho những người bên đây. Covid này cũng cảm ơn rất nhiều. Thì bây giờ chị nhìn ha, chị nhìn sơ cái bịch khẩu trang này với cái khẩu trang chị đang đeo có khác biệt gì không? Rất là khác biệt. Ở điểm nào? Ở điểm là cái này hình như nó bao 4 lớp hay gì á. 4 lớp? 4 lớp. Theo chị là vậy phải không ạ? Đâu chị cầm lên chị coi thử bịch khẩu trang đi. Rồi chị có thấy gì khác biệt không? Rất là khác. Chị có bất ngờ gì cái phần quà này không? Rất là xúc động vô cùng, tại vì không có ngờ là như vậy. Khẩu trang nhưng mà khẩu trang nó rất là quý. Rất là quý luôn á. Rất là cảm ơn rất nhiều, thì không lẽ giờ rất là xúc động luôn á. Bởi vì thời điểm này mà khi mình nhận được sự ủng hộ của nhà hảo tâm thì hảo tâm của anh em rất là mừng. Tại vì ai cũng hoàn cảnh khó khăn, nhưng mà Covid có người có người không cũng không được, rất là cảm ơn nhiều khi nhận phần quà này thì cảm rất là xúc động. Rất là đáng quý đúng không ạ? Cảm ơn mấy anh em đã ủng hộ về, chúc anh em được sức khỏe. Lúc nào cũng vào sức khỏe, đặt có nhiều phương tiện giúp đỡ anh em nhiều hơn nữa. Rồi hy vọng với phần quà này cũng đỡ được cho chị ha. Trong thời điểm mà thời điểm không biết này. Rồi chào chị. Rồi mời chị lại đây ạ. Hoàn cảnh tiếp theo, hoàn cảnh chị này. Rồi chào chị. Chị tên gì? Dạ em tên Thúy Vân. Chị Vân. Chị năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ em 36. Dạ, nhà mình đâu chị Vân? Dạ nhà con ở Cải anh. Còn ở Cải là phường 9. Dạ phường 9, khóm 3. Trước thời điểm giãn cách mình làm công việc gì chị? Dạ em làm công ty mai nhỏ mà bệnh rồi em nghỉ. Chị nghỉ là dịch hay là do là bệnh? Dạ bệnh rồi em nghỉ xong mới tới dịch. Chị bị bệnh gì? Dạ em bệnh thiếu máu tim. Lâu lâu cái mệt lên cái xỉu. Có nghĩa là hồi trước đi làm rồi mệt lên xỉu rồi nha, quyết định nghỉ. Rồi chủ cũng chưa cho nghỉ nè, em thấy 10 ngày rồi làm cho người ta đâu có nghỉ được lâu. Rồi em xin em nghỉ rồi bắt đầu tới dịch. Rồi hiện tại giờ chị đang ở với ai? Dạ em ở với chồng với con em, mà em ở nhà ở đậu. Ở đậu? Nhưng mà con chị lớn chưa? Dạ con em 7 tuổi, còn con thứ hai thì ở quê với 12 tuổi. Là bây giờ ở chung với đứa 7 tuổi. Dạ, với chồng em. Với chồng. Dạ. Ông xã chị làm công việc gì? Chồng em làm thợ bê sơn á. Bê sơn. Dạ, 2 tháng nay hai nghỉ luôn rồi không có làm gì. Còn mấy ngày gia đình ăn uống như thế nào chị? Dạ ai cho gì ăn đó, có khi ai chỉ đâu em đi xin với cô bác xóm cho gạo cho mì đồ ăn đỡ. Rồi mấy ngày cũng sống bằng tình thương của mấy nhà hảo tâm thôi đúng không ạ? Dạ. Hồi trưa nay là chị ông xã với đứa nhỏ ăn gì chị nói em nghe thử. Dạ hồi sáng này em mua miếng da heo em kho cho nó ăn, nó hỏi với tao mẹ sao không có thịt ăn, nó không có tiền. Là sáng nay mua miếng da heo. Là chị mua bao nhiêu tiền da heo? 30.000 anh, người kho mà ăn có tới ngày lận. 30.000 là ăn một ngày. Dạ. Vậy là nếu mà 30.000 da heo em nghĩ chắc nhiều lắm ạ. Dạ. Đúng không? Dạ. Chứ sao chị không nghĩ là chị mua 30.000 mà thịt heo để cho nó ít một chút, một cái điều nó chất lượng. Nó thịt thấy mắc quá, 30.000 có nhiêu thôi. Mình nên mua da heo cho nhiều. Ăn liếm lát có để con em ăn không? Đường nghiệp nó nhỏ 7 tuổi. Rồi năm nay nó có đi học không? Dạ đi, anh tới đậu trường vô 20 tháng 9 thì vô vậy. Rồi sao biết em có sự hỗ trợ mà... Dạ em đâu đấy. Biết đâu, cái chị kế bên á, 7 giờ chứ kêu cháu chỉ qua, con chỉ qua cho em hay mới biết, em cũng không biết. Chị nói sao vậy chị? Chị kêu cho con chỉ qua, nói đi xuống công thiếu nhi á, 11 thì mấy gì có anh Minh á. Rồi anh phát phiếu, lãnh quà, vậy đầu bữa đó em chờ 10 rưỡi, em chờ tới 1 giờ rồi anh ra đó. Rồi lúc đó mới nhận được đúng không? Dạ. Thì nói chung thì gặp cái gì cũng có cái duyên. Dạ, dạ. Thì tùy theo những lúc mà nó có sự hỗ trợ nhiều thì em mới tính được ha. Dạ. Rồi thì cũng chia sẻ với chị luôn. Dạ. Mời chị lên đây. Thì hôm nay ha, em sẽ thay mặt gia đình của anh Tôn Thất Hằng, nhà hảo tâm ở Mỹ ha, sẽ hỗ trợ cho chị một phần quà. Dạ. Bao gồm một bao gạo 5kg, dạ, một bó hẹ, dạ, và một bịch khẩu trang. Dạ. Thì vậy em mời chị nhận giùm em một bó hẹ và một bao gạo đi. Dạ. Chị lấy hai đó trước mình đi. Rồi chị để lên trên mày đi.
Thời điểm này mà chị nhận được mấy phần quà thì chị cảm giác như thế nào? Em vui lắm, em mừng lắm. Tại vì không có đi mua được, em xin không mà nhờ, ai cũng nhờ anh Minh. Đi nhà hảo tâm giúp đỡ cho em. Nói chung là thời điểm này ai gửi tặng mình cái gì cũng quý đúng không ạ? Quý lắm anh, nhiều quý nhiều lắm. Tại không có đi làm, ai chồng ở nhà không ạ? Rồi thì cũng chia sẻ với chị luôn. Em muốn hỏi chị này, chị nhìn thấy bịch khẩu trang này không ạ? Dạ. Chị nhìn thấy bịch khẩu trang không? Dạ thấy anh. Chị có thắc mắc tại sao lượt này mà lại được tặng thêm bịch khẩu trang không? Dạ em cũng không biết nữa. Tại không biết giờ em chưa từng. Nhưng mà cái bịch khẩu trang này với cái khẩu trang này với khẩu trang chị đang đeo, chị thấy có khác biệt cái điểm nào không? Dạ em thấy khác. À điểm nào? Thấy cũng mới hơn của em. À mà. Tại vì em nó lâu rồi. Dạ. Mua cũng để lâu rồi. Bình thường một khẩu trang chị đeo mấy ngày? Dạ có ngày sáng chiều dục rồi. Rồi hết rồi, còn tiền mua khẩu trang không? Dạ không. Bây giờ túi có còn 30 nhiêu? Ngàn em không còn đồng luôn. Dạ sáng mua da heo là hết tiền luôn dạ, hả? Dạ. Rồi thì bây giờ ha. Dạ. Là theo chị thấy là mới hơn khẩu trang của chị. Dạ. Ngoài ra chị thấy còn gì nữa không? Chị thấy khác gì nữa không? Em không thấy gì. Vẫn chưa thấy gì khác. Dạ. Đâu mà chị cầm lên, chị sờ mó nắng bóp thử cái bịch khẩu trang coi thấy có khác biệt gì không? Ủa có tiền. Sao ạ? Dạ có tiền. Có bất ngờ về phần quà dạ, bất ngờ cái mừng chứ lắm. Dạ. Dạ, thì dạ. Đây là tấm lòng của gia đình của anh Tôn Thất Hằng. Dạ dạ. Ở bên Mỹ muốn hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Dạ. Cũng là chị cũng là một trong những người có duyên với gia đình ấy. Dạ. À, thì thời điểm này mình nhận được phần quà mình cảm giác như thế nào? Em vui mừng lắm anh, hai tháng nay không thấy tiền mà được 500 ngàn em vui mừng lắm. Dạ. Như là rất là quý đúng không ạ? Dạ. Dạ. Rất là trong thời điểm mà đã từ lâu rồi mình không có thu nhập. Dạ, đang đây không có đi làm. Dạ. Em nữa là bây giờ con mình cũng sắp nhập học rồi. Dạ. Thì hy vọng với phần quà này cũng giúp được cho chị ha. Dạ. Mua được những bộ sách giáo khoa cho con chị. Dạ. Cũng như là còn chị giúp đỉnh thì mua nhu yếu phẩm ha. Dạ. Mua thực phẩm cho nó dạ. Em. Với gia đình này. Dạ, cảm ơn anh nhiều với anh Tôn Giáo Hằng dạ. Bên Mỹ. Cảm ơn dạ. Nhiều lắm, nhờ anh với anh Minh mà em được số tiền này. Dạ, rất là đáng dạ. Quý trong thời điểm dạ, hiện nay dạ. Phải không ạ? Dạ. Rồi, thôi chào chị. Dạ, chào anh. Dạ. Rồi, mời em lại đây. Rồi, xích lên đi. Rồi, chào em tên gì? Em tên Võ Thúy Vi. Vi. Dạ. Em năm nay nhiêu tuổi rồi? Em 18 tuổi. 18. Nhà mình ở đâu Vi? Em ở trong cầu Bà Bóng. Cầu Bà Bóng ở Tân Tân Hội. Tân Hội. À. Trước thời điểm giãn cách thì ủa em còn đi học không? Dạ không. À, em... là em đi làm rồi chưa? Dạ. Trước giãn cách mình làm công việc gì? Em học nghề tóc, giờ làm gì học? À. Là mình làm ở cái spa nào ha? Em làm tiệm ở... nào? Em làm ở trên Sài Gòn á. À Sài Gòn ha. Vậy em về đây lâu chưa? Lâu rồi, 3-4 tháng. À. 3 tháng mấy. À, là coi như là hiện tại bây giờ là ở trong gia đình mình là mình đang ở với ai? Bà nội với em. Là có hai người ha? Ba người. Có bà mẹ nội không? Em với em với em nữa. Là bốn người. Có em ba, của em. Là có ba mẹ em không? Không. À, là em ở chung với bà nội em với em với em của em là ba người hả? Dạ. À, rồi 3-4 tháng nay rồi gia đình mình đang uống như thế nào mà Quy? Thì mua cá ăn hay đâu. Nhưng mà cái vấn đề chỗ là kinh tế đâu mình có để mình duy trì mấy tháng nay mình không đi làm được á. Mấy bác của em cho. À. Cái là nhiều nước cho gạo. À. Vậy là mấy gà là mình cũng sống bằng tình thương của những thành viên bà con trong gia đình. Dạ. Với thêm nữa mình cũng có nhận gạo ở bên nhà nước đúng không? À. Rồi trưa ngày hôm nay nha. Em ăn món gì? Em nói nghe thử. Ăn cơm gì? Ăn cơm với cá. Với cá. Dạ. Mà cá gì? Cá biển. Cá biển. Dạ. À. Là nói chung thì cũng bác cho đúng không? Dạ. À, cô chú bác cho. Dạ. Ok. Rồi khi mà em nhận được cái thông tin là em sẽ nhận được cái phần quà thì em sẽ nghĩ là hôm nay em xuống đây em sẽ nhận được những phần quà gì? Em không biết, chắc gạo. À, theo em nghĩ là gạo đúng không? Rồi còn cái gì khác không? Không. À, chắc nào giờ em đâu có đi nhận quà đúng không? Dạ. Mới lần đầu tiên. Em của em đi không ạ? Rồi hôm nay là vô tình là em đi. Dạ. À, em biết là xuống đây em sẽ gặp anh không? Mà mẹ em biết anh không? Không. Không biết đúng không? Dạ. Ok. Thì tại em đi Sài Gòn thì chắc em không biết là đúng rồi. Rồi thì bây giờ em mời em lại đây. Thì hôm nay ha, anh sẽ thay mặt gia đình của anh Vương Phước ở bên Mỹ ha, sẽ hỗ trợ cho em và gia đình một phần quà. Thì một phần quà sẽ bao gồm là một bao gạo 5kg, một bó hẹ. Bây giờ em lấy giùm anh hai thứ đó trước đi.
Rồi anh để làm bàn giúp nha. Đây bàn chỗ này. Rồi để mày đi. Rồi em cho nó ụp xuống luôn. Rồi với một bịch khẩu trang 10 cái. Thì cái thời điểm này mà em nhận được cái phần quà này em cảm giác thế nào Vy? Vui. Vui. Chỉ đơn giản là vui thôi. Dạ. Đúng không? Có nghĩa là lần đầu tiên mình mới nhận phần quà. Dạ. Thì anh hỏi em cái này nha. Bây giờ em nhìn cái bịch khẩu trang này với cái khẩu trang em đang đeo á, có giống không? Giống. Giống. Em có nhận thấy được cái điểm khác biệt này với bịch khẩu trang này với khẩu trang em đang đeo không? Giống nhau mà. Giống nhau không đúng không? Bây giờ để kiểm chứng coi nó giống cỡ mức độ nào, anh mời em cầm bịch khẩu trang lên. Em sờ mó nắng bóp thử coi. Có thấy cái điểm gì khác biệt chưa? À được. Rất tiện. Em có bất ngờ gì có phần quà này không? Có. Thì đây là phần quà của gia đình anh Vương Phước ở Mỹ, muốn hỗ trợ giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn trong thời điểm hiện nay. Dạ. Thì hôm nay anh thay mặt gia đình anh ấy gửi tặng cho em và gia đình một phần quà này. Dạ. Thời điểm này em nhận được phần quà này em cảm giác như thế nào? Vui. Vui. À. Cảm ơn. À. Dạ. Ừ, thì coi như là mình cũng rất là bất ngờ đúng không? Rồi theo em thì cái phần quà này chút xíu vậy em sẽ làm gì đầu tiên? Thì đưa bà nội. À đưa bà nội. Cái này cho bà nội mà. À đúng rồi. Luôn luôn dành cho những người lớn tuổi trong gia đình đúng không? Ok. Một lần nữa thì hy vọng với phần quà này ha cũng giúp em gia đình đỡ được phần nào trong thời điểm khó khăn này. Rồi chào em. Rồi cũng mời cô lại đây ạ. Rồi con chào cô. Cô tên gì? Tên thì Trần. Trần. Tên thì Trần. Trần. Dạ cô Trần năm nay nhiêu tuổi rồi cô? Dạ 67 rồi. Dạ nhà mình đâu cô? Mà Tân Bình á. Tân Bình, Tân Hội. Dạ. Trước giãn cách mình có làm công việc gì nổi không cô? Trước thì làm mướn, làm thuê chú. Bây giờ bệnh mấy năm nay không làm được. Ông chồng thì bệnh tai biến, gần 20 năm. Dạ. Đứa con kế út quá thì bệnh tâm thần. Ủa, kế út quá thì tâm thần, còn thằng kế nó có hai đứa hả? Trời. Kế thì làm, một nó. Dạ. Còn như bây giờ nhà cũng bệnh hoạn nhiều. Dạ. Quá hả cô hả? Dạ. Rồi, còn mấy ngày mình ăn uống như thế nào cô? Ăn uống cũng như ở trong nhà đâu có đi đâu được, rồi như gửi ấp đó. Dạ. Ấy khóm người ta mua giùm. Dạ. Khi rồi. Không có cũng ăn nước mắm nước tương người ta cho đó chú. Dạ. Rồi ăn đỡ. Hồi trưa hôm nay cô ăn cơm với gì cô nói nghe thử. Cô gia đình ăn cơm với gì? Ăn cơm với cá. Dạ. Cá bóng mà nhỏ thấy vậy đang với xong á. Dạ. Thì được chén cá bóng khô khô vậy ăn à. Với rau luộc. À dạ, coi như là cá mình đi bắt đó ha. Dạ. Rồi cô hiện tại em về trong người cô bệnh như thế nào mà cô nghỉ làm cô ha? Bệnh mấy đầu sao nó ngăn ngực bệnh cái đi khám khó thở, khám người nó khó thở, bệnh tim. Tim. Rồi. Tim rồi sau này cái uống lúc rồi cái họng có dựng năm mấy cái đi xuống khám nữa cũng bệnh tim, hở tim. Trời, nói chung thì bệnh tim. Dạ. Thì cũng khó làm nặng được đúng không ạ? Dạ không bằng gì nặng được. Dạ. Rồi con cũng hiểu sơ về hoàn cảnh cô rồi, con mời cô lại đây. Thì hôm nay ha con sẽ thay mặt gia đình anh Vương Phước ở Mỹ sẽ hỗ trợ cho cô một phần quà bao gồm một bao gạo 5kg, một bó hẹ và một bịch khẩu trang. Bây giờ con mời cô nhận giùm con bao gạo với bó hẹ đi, khẩu trang để con cầm giùm cho. Rồi mình để lên trên bàn này cô. Rồi. Dạ đúng rồi, mình để lên trên bàn này đi cô. Cái thời điểm này mà mình nhận được cái phần quà này mình cảm giác thế nào cô? Cũng mừng lắm. Dạ. Cũng có đỡ no được. Dạ. Ít ngày cũng nhờ chú đây. Dạ. Giúp đỡ. Dạ. Gia đình tôi. Rồi. Cảm ơn. Dạ. Bây giờ con hỏi con này nha. Cô nhìn thấy cái bịch khẩu trang này với cái bịch mà khẩu trang cô hay thấy người ta hay mua bán ngoài tiệm thuốc tây á. Dạ. Cô nhìn cô thấy có khác biệt gì không cô? Không biết gành. Không biết gành. Thì nhìn thấy nó cũng giống giống đúng không? Ừ, hơi giống giống thật. Dạ. Gành chứ không biết gành chữ. Dạ. Rồi bây giờ cô cầm bịch khẩu trang lên cô nắng cô bóp thử coi. Rồi, đó, cô thấy có gì khác biệt chưa? 500 ngàn. Cô có bất ngờ gì cái phần quà này không? Dạ, bất ngờ. Thì phần quà lại thấy 500 mình. Dạ. Quá. Thì phần quà này là tấm lòng của anh gia đình anh Vương Phước. Dạ. Ở bên Mỹ á. Dạ. Muốn hỗ trợ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Dạ. Trong thời điểm hiện nay thì con thay mặt anh ấy gửi tặng cho cô một phần quà này. Cảm ơn chú nhiều. Thời điểm này nhận được phần quà con cảm giác thế nào? Mừng dữ lắm chứ, được 500 ngàn chứ mừng lắm. Dạ. Dạ. Rất là mừng luôn đúng không ạ? Tại vì nó cũng giúp cho mình giải quyết được nhiều. Dạ. Thứ đúng không ạ? Mua đồ ăn này kia cá rồi chứ không có tiền chú ơi. Dạ. Nghèo khổ. Gia đình mà 4 người mà hết 3 người bệnh rồi. Bởi vậy. Ông là bệnh mười mấy rồi, 20 năm tai biến. Rồi. Dạ. Con bệnh có loạn dây kinh thần á. Dạ. Út
Còn cái thứ hai thì đi làm đi mận hồ, bây giờ đâu mận được gì chú. Dạ. Không mận được ở nhà đó, hồi đâu có tiền. Bởi vậy? Mới có tiền. Giờ về quá quý đúng không con? Dạ. Ha? Con nhắn gửi gì với anh Vương Phước không? Người đã giúp đỡ mình ngày hôm nay. Chú cũng nhắm cảm ơn chú Phước. Dạ. Giúp đỡ là cho gà quà với Hà Tiệp. Dạ. Rất là đáng quý đúng không ạ? Dạ. Rồi, thì một lần nữa đi, dòng với phần quà này cũng đỡ được cho cô ha. Dạ. Dạ. Cả gia đình. Rồi, về đi cô. Dạ. 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 Rồi, mời em lên đi. Rồi, hoàn cảnh tiếp theo. Rồi, này chắc chào anh, giờ em tên gì? Em tên Kha. À, năm nay nhiêu tuổi rồi em? Nay 24 rồi. À, nhà mình đâu em? Ở phường Tân Hội. Tân Hội hay Tân Hội khác, Tân Hòa khác hả? Dạ, khác. Là hai cái phường giáp ranh. À, hai phường giáp ranh. Độ tuổi này mình trước thời điểm giãn cách em làm công việc gì? Ở nhà là phụ ba mẹ làm vườn. Làm vườn. À, bây giờ mình đang ở bao nhiêu người trong nhà? À, 4 người. À, là em với ai? Em với cha mẹ với người kia, thêm em bị khuyết tật. Khuyết tật? À, là bị như thế nào vậy? Nó bị bẩm sinh hay sao? Bẩm sinh về trí tuệ á. À, trí tuệ. À, là coi như là vận động nó chậm. Dạ. Chạp đúng không? Dạ. Hơi khờ đúng không? Dạ. Còn mấy ngày thì em nói trước giãn cách em làm vườn ha? Dạ. À, còn mấy ngày thì từ lúc giãn cách tới giờ mình ăn uống như thế nào? Gia đình mình? À, chủ yếu là dựa vào ở địa phương rồi hỗ trợ như các phần rau từ thiện rồi. À, có ai hỗ trợ cho mình thịt cá hay trứng gì không? À, có quý ban thì cho thật rồi cho chục trứng. À, nói chung thì cũng ăn uống ai tặng gì cho đó ăn đó đúng không? Dạ, tại không có đi làm không có ra ngoài được. À, vậy thì mình cũng hơi khó khăn ha. Dạ. Rồi cũng hiểu sơ về hoàn cảnh của em, bây giờ anh mời em lại đây thì cũng chia sẻ với em ha. Hôm nay anh thay mặt anh Vương Phước, nhà hảo tâm ở bên Mỹ, sẽ hỗ trợ cho em một phần quà. À, phần quà sẽ bao gồm một bao gạo 5 kg, một bó hẹ và một bịch khẩu trang. Thì giờ anh mời em nhận giùm anh một bịch gạo và một rồi em mời em ra đây. Rồi em để hai phần quà lên trên đó đi. Và thời điểm này mà em nhận được cái phần quà này em cảm giác như thế nào? Nói chung là rất vui, tại vì có sự hỗ trợ của các anh. À. Cũng nói chung là giúp gia đình nó vượt qua cái khó khăn. À, nói chung là cũng rất là vui đúng không? Dạ. Ừ. Thì em có hôm nay em thấy cái phần quà này em có bất ngờ tại sao em được tặng một bịch khẩu trang không? Dạ không anh. Em có thấy cái khẩu trang này có khác gì cái khẩu trang em đang đeo không? Dạ không, nó cũng như giống như khẩu trang của em bình cũng thường. Giống nhau thôi. Dạ. Thôi bây giờ em cầm thử cái bịch khẩu trang lên em sờ mó nắng bóp thì coi em có khác biệt gì không? Em thấy khác biệt chưa? Dạ. À, thì đó là tấm lòng của anh Phước bên Mỹ muốn. Dạ. Giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Dạ. Đỡ được phần nào đó trong thời điểm dịch bệnh hiện nay. Dạ. À, thì thời điểm này em nhận được phần quà này em cảm giác như thế nào? Nói chung là trong tâm trạng rất là xúc động vì được sự hỗ trợ á. À. Rồi về cho giúp đỡ cho gia đình. Ừ, coi như là cũng từ lâu rồi. Dạ, dạ, vượt qua cái khó khăn trong mùa dịch. Em có nhắn gửi với anh Phước không? Là em cũng thay mặt các bà con ở đây thì gửi lời cảm ơn đến anh Phước. Ừ. Đã có tấm lòng thì cùng chung tay thì đã dịch cái hỗ trợ những bà con khó khăn trong mùa dịch. Ừ, rất là đáng quý đúng không? Dạ, em rồi. Hy vọng với phần quà này cũng đỡ được em gia đình ha. Trong thời điểm hiện nay. Rồi chào em. Dạ rồi, cái nhà hoàn cảnh tiếp theo, hoàn cảnh của chú này. Rồi, con mời chú ra đây. Dạ rồi. Rồi, con chào chú. Chú tên gì? Trần Thanh Tâm. Chú Tâm. Chú năm nay nhiêu tuổi rồi chú Tâm? 63. Nhà mình đâu chú Tâm? Dạ, Tân Hội. Tân Hội. Trước giãn cách mình làm công việc gì chú Tâm? Thì cũng làm vườn không. Dạ. Rồi hiện tại mình đang ở với ai? Thì ở với vợ rồi con. Dạ. Rồi từ bữa giãn cách giờ mình đang uống khó khăn không? Cũng được, nhà nước cũng có tài trợ gạo chút đỉnh qua cũ rồi nữa. Dạ. Rau củ quả. Còn cá thịt thì sao chú? Cá thịt thì mình giỡn đi chạy thai. Dạ. Nhưng mà có điều mình chi phí ở đâu mà để mình có chi mình duy trì mấy chục ngày nay? Lúc là thời điểm trước thì mình làm dưỡng nó dành dẫm. À. Đó, thời điểm này thì khó khăn thì mình tích lũy đó là khó khăn đó mình để dành đó rồi từ từ cái mình mùa dịch thì mình cứ sức ra mình mua thì cũng hạn chế chứ. Thứ hai nữa là cũng nhà tài trợ cũng như rau củ quả gạo đó cũng có. Dạ. Chú xuống đây chú mưa dầm mưa từ danh Tân Hội xuống luôn ha. Rồi. Dạ rồi. Rồi cũng hiểu sơ hoàn cảnh chú ha. Rồi con mời chú lại đây. Hôm nay thì con chia sẻ chú ha, con sẽ thay mặt gia đình của anh Dương Phước ở bên Mỹ ha, sẽ hỗ trợ cho chú một phần quà bao gồm là một bao gạo 5 kg, một bó hẹ
và một bịch khẩu trang. Bây giờ con mời chú nhận giùm con bao gạo với bó hẹ đi chú. Rồi chú nhận con bó hẹ. Rồi con mời chú qua đây. Rồi, chú để đồ ở trên bàn đi. Thời điểm này mình nhận được cái phần quà này mình cảm giác thế nào chú? Thì cũng rất vui, cũng dạ. Cảm ơn nhà tài trợ đã hỗ trợ cho bà con đang khó khăn trong cái mùa dịch. Dạ. Thì cũng xin cảm ơn nhà tài trợ. Dạ. Chú thấy cái bịch khẩu trang này có khác biệt gì với khẩu trang chú đang đeo không? Thì khẩu trang y tế này thì nó giống nhau. Rồi chú mới dở lên chú thấy gì không? Thấy gì? Có 500 ngàn. Dạ. Thì đó là tấm lòng của anh Phước muốn gửi đến những gia đình khó khăn trong thời điểm hiện nay. Thời điểm này chú nhận phần quà chú cảm giác thế nào? Thì cảm giác rất vui. Dạ. Cũng cảm ơn nhà tài trợ. Dạ. Đó tài trợ cho bà con đang gặp khó khăn của cái thành phố Vĩnh Long mình. Dạ. Thứ nhất là xã Tân Hội thì tôi cũng báo ở trên trển thì cũng có nhận quà, thì nhưng thì thật thì không đủ bởi vì nó thời gian giãn cách nó quá lâu. Dạ đúng rồi. Đó, nếu mà thời gian giãn cách ít thì cũng không đến đổi. Dạ. Nhưng gần giãn cách quá lâu thì nhận được phần quà này rất vui. Dạ. Cũng cuối cùng cũng xin chúc nhà tài trợ sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Rồi, cảm ơn chú. Dạ rồi. Dạ cảm ơn. Rồi tao ha. Dạ xong. Rồi chào anh, mời anh lại đây ạ. Lại gần em. Rồi chào anh tên gì? Anh tên Lê Quốc Thảo, lãnh giùm cho ông anh, ổng bị nằm bệnh viện. Vậy là anh của anh ở đâu? Ở mà Tân Hội. Mà anh ở chung nhà không? Không, anh là cũng anh em ở sớm, tại anh bị như là bị nằm viện ở dưới tỉnh mình nè. Tỉnh. Là không di chuyển được hay sao? Như là đi không được, bây giờ là nằm chỗ. Mà ông bị gì anh hả? Anh bị thận, bị tùm lum hết trơn. Ồ, mà anh biết gia đình của ông giờ có mấy người? Vợ bỏ, con bỏ, rồi giờ bây giờ ở mình một vậy. Trời, khổ vậy luôn ha. À. Còn mấy ngày ăn uống như thế nào anh thấy không? Ăn uống thấy khổ á. Dạ. Rồi bây giờ anh nói ngay là ở chùa á. Ở chùa là người ta cũng giúp đỡ ảnh chứ. Dạ. Giúp đỡ như ăn uống này nọ. Dạ. Vậy thành ra thôi hôm nay mình thấy anh cũng tội nghiệp quá, mình đi lĩnh giùm anh. Dạ đúng rồi. Anh là người ở sớm. Anh ở sớm. Ảnh tên gì anh? Anh tên Thảo. Không á, ảnh ảnh tên Chánh. Chú Chánh chắc cũng lớn tuổi. Ảnh năm nay 60 mấy rồi. Dạ. Rồi. Thì em cũng gửi cho anh ha để gửi đến anh, chú Chánh. Như anh lãnh về anh mới gửi cho chùa mới chuyển cho ảnh. Vậy ha. Cho anh không có giữ như anh ra công anh đi lãnh giùm. Rồi về gửi cho chùa và chùa mới gửi cho anh. Rồi. Okay. Rồi, anh nhận giùm em đi một bao gạo. Tấm lòng của anh Phước ở bên Mỹ. Dạ. Một bên này. Rồi, anh ra bàn đi. Rồi. Như đây đủ rồi. Rồi, như đây đủ nhưng mà anh để mày đi em cho anh coi. Rồi có tiền nha. cái đó anh đúng rồi. Nhưng mà sao anh biết hay? Bây giờ anh thì nói chung đây là anh cũng đi nhận quà giùm. Dạ. Cũng nhờ tấm lòng của anh Phước gì đó. Đây dạ. Là số quà này đối với anh Chánh thì cũng rất là quý lắm. Quý không ạ? Là một chỗ. Dạ. Nó như là của ít lòng nhiều. Dạ. Vậy là anh cũng thay mặt anh Chánh cũng cảm ơn. Dạ. Rồi. Rồi. Rồi cảm ơn mạnh hơn. Dạ rồi. Dạ, cảm ơn anh nha. Dạ. Ơi con chào cô. Rồi con mời cô lại đây. Dạ. Cô tên gì con quên rồi? Dạ Trương Thị Mười. Cô Mười. Dạ. Dạ, nhà bệnh đâu cô Mười con quên ạ. Ở chân ngang cây xăng Lộc Hưng á, chỗ hủ tiếu 113. Phường 2. Dạ. Con nhớ là hình như là phường cũng quan tâm cho mình, là hôm bữa cũng có gửi cho mình một cái phiếu nhận quà đúng không ạ? Chưa chú ơi. Dạ. Dạ. Là thì hôm bữa đó. Dạ hôm bữa đó đó. Hôm bữa dạ. Đó đúng không ạ? Dạ đúng rồi, đưa bữa công an á. Dạ. Công an cho dạ. Ghế. Chú có thể, cô có thể nói là cô tên gì? Cô bao nhiêu tuổi con quên rồi. Dạ 63 tuổi. 63. Dạ. Dạ. Công việc của cô là gì cô? Dạ làm nước đá. Dạ nước đá ha. Dạ. Nhờ mấy chú cứu vợ cận giường cảm ơn dữ lắm. Cái phần quà hôm bữa con gửi cô sử dụng như thế nào? Dạ trời ơi chú ơi về mấy cháu mừng lắm chú ơi. Dạ. Dạ có mua được 300 mấy tiền cá mà nguyên bọn nó còn nói người ta nhờ bà ngoại á cho bọn con ăn 300 ngàn cá ăn 3 bữa. 7 tấn cá biển vậy nè, với ba cá sáu cá gô mà chia làm 3-4 nhà. Dạ. Nó ăn nó khoe nó mừng quá mấy chú ơi. Dạ. Dạ. Là nó khoe với người ta. Dạ. Dạ. Hôm bữa là cô nhận được cái phần quà là cô về cô mua cá. Dạ chia cho mấy cháu hết trơn. Dạ. Dạ. Rồi dạ. Rồi cô còn kinh phí không? Dạ. Cái phần quà hôm bữa nhận tới giờ còn kinh phí không? Dạ. Trời, chú ơi. Dạ. Dạ. Rồi đâu
nhờ cái gì mà kế bên ở đâu á cho được thùng sữa trời ơi bu 13 14 đứa nít nó mừng thấy ghê luôn chú ơi. Rồi nó nói vậy phải cho nói cho phải cho gạo là như mừng lắm hả mày. Sữa mà cũng không phí thì đói thiệt chú ơi, mà nhờ mấy chú dữ lắm mấy chú ơi. Cũng nhờ mấy chú này cứu giùm chứ hơi là đói như hồi xưa tôi đói dữ lắm chú. Đói lạnh mình luôn, đợi tới ổng đi làm hồ gì á đem về mừng lắm chú ơi. Rồi cái ổng nấu cơm ăn cái nước cơm mấy chú hút vô cái là khỏe liền rồi chú. Nói hoài với mấy con mấy cháu hoài vậy đó. Bởi vì giờ cũng phải lạo lặng vậy đó chú, sợ cháu nó đói. Bởi vì cháu cụ đông quá mà đúng không? Nhà cái chi phí hôm bữa về cũng không đáng bao nhiêu đúng không? Dạ đúng mà cũng mừng lắm chú. Trời mừng gung hết trơn chú, dìm nó bu nó mừng lắm chú ơi. Rồi thì hôm nay thì cũng chia sẻ với cô ha. Lần nữa thì con thay mặt chú Dương Phước ở Mỹ sẽ hỗ trợ cho cô và gia đình một phần quà. Bao gồm một bao gạo 5kg, một bó gà hẹ và một bịch khẩu trang. Bây giờ con mời cô nhận giùm con bó gạo với chú Phước. Dương Phước nhiều lắm, cảm ơn dữ lắm. Chúc chú khỏe mạnh, đầu năm những cuối năm cứu con giùm cái chảo, cảm ơn dữ lắm nha chú. Bây giờ con mời cô nhận trước đi, rồi con hỏi một vài câu nữa. Rồi con nhận luôn con bó hẹ. Rồi con mời cô lại các bạn. Khoan, cái này con lấy rồi. Rồi con mời cô lại các bạn nè con. Đây con lấy cho cô. Rồi cô để lên bàn nha cô. Rồi. Thì cô thấy ha, bây giờ con hỏi cô này nha. Cô thấy cái khẩu trang này màu gì không? Nó màu gì? Màu xanh dương chú ơi. Không biết. Sao biết ý đâu mà giật lên. Không biết đấy. Nhìn cái này là người ta cũng cho nè. Không biết này. Đó thì tấm lòng của nhớ là cái gia đình của anh chú Dương Phước. Cảm ơn nhiều lắm nha chú. Cho cái là cảm ơn chú dữ lắm đó chú ơi. Mừng quá, cảm ơn chú nhiều. Thì hy vọng cái phần quà này cũng đỡ được cho cô ha. Cháu. Vì nó mừng cho một cái. Rồi con chào cô. Cảm ơn nhiều lắm nha chú. Rồi hoàn cảnh tiếp theo, hoàn cảnh của bác này. Rồi con mời bác lại đây. Xích lại con. Rồi con chào bác. Bác tên gì? Phạm Mộc Thổi. Bác Thổi. Năm nay bác nhiêu tuổi rồi? Sắp ba. Nhà mình đâu bác Thổi? Tân Hội. Tân Hội. Chứ giãn cách mình có làm công việc gì không bác? Và bạn Dương. Dương. Dương người bây giờ hiện tại bác đang ở với ai? Ở một mình với mấy đứa con, đợi bà kẹp phố hết rồi. Là ở con mình hả? Người mà xã bắt đầu mất rồi con giờ cày thành phố hết trơn. Mấy ngày bán ăn uống như thế nào? Cũng bình thường ta cho cũng hỗ trợ. Người mới ở vô cũng kiếm gạo gác rồi. Coi như ai cho gì mình ăn đó. Mình kiếm gạo gác mà có gạo không bác? Có mì không? Có. Dạ. Có hỗ trợ với gạo mì. Nói chung mì cũng vất vả ha. Trong thời điểm này. Rồi nãy bác dầm mưa xuống ha? Dầm mưa. Bác dầm mưa bao nhiêu phút mới tới đây? Khoảng 20 phút. 20 phút là chạy trong mưa luôn. Giờ ướt nghẹp vậy luôn. Chạy ướt chứ không nhận đâu giờ. Đâu đục nào ta đâu dám ghé. Giờ mà mưa lớn nữa. Rồi thì con nghĩ sơ về hoàn cảnh của bác ha. Rồi con mời bác lại đi. Tại vì mà giờ ghé ốc giáp đứng hồi ba ta rồi. Bởi vậy. Rồi thôi con mời bác nhận con một phần quà ha. Của gia đình của anh Vương Phước ở Mỹ ha. Rồi bác nhận con một phần quà đó. Rồi một cái bó đó. Rồi bác lại cái bàn đi. Bác để lên cái bàn giùm con. Cái thời điểm này mà bác nhận được ba cái món quà thì bác cảm giác thế nào bác? Xin cháu cũng mừng, cảm ơn. Mừng không ạ? Là tài trợ. Con hỏi bác này nha. Bác nhìn thấy khẩu trang bác đang đeo với khẩu trang này có khác biệt gì không? Bác có thấy gì khác biệt không? Bác nhìn thử coi. Thấy khác biệt không bác? Thấy hiệu khác. Hiệu khác thôi, đúng không ạ? Đâu giờ bác cầm thử khẩu trang đó rồi bác nắng bóp rồi coi. Bác thấy gì khác biệt không? Thấy thật mềm. Hơi mềm hơn. Rồi có gì hết không bác? Thấy tốt. Tốt. Còn cảm giác gì nữa không bác? Cảm ơn. Bác không bác lật phía sau ấy. Bác có bất ngờ không? Rất bất ngờ. Những cái phần quà này không ạ? Thì đó là tấm lòng của gia đình của anh Vương Phước ha, muốn gửi đến bác.
cùng những hoàn cảnh khó khăn trong thời điểm hiện nay. Rồi thời điểm này bác nhận được phần quà này bác cảm giác thế nào? Thấy cũng mừng, cũng cảm ơn nè, bà chả, khó khăn rồi, cũng mừng. Rất là quý đúng không ạ? Quý. Hy vọng cái phần quà này cũng đỡ được cho bác ha, trong thời điểm này. Rồi, con chào bác. Dạ. Dạ rồi, hoàn cảnh tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu nha cả nhà. Hoàn cảnh của em này. Rồi, chào em. Em tên gì? Dạ em Trương Tấn Phát. 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 Phát năm nay em nhiêu tuổi rồi? Dạ 27. Nhà mình đâu em? Ở Tân An, Tân An Vĩnh Long. Tân An Tân Hội. Em hiện tại em đang làm công việc gì? Dạ làm công ty Tỷ Xuân. Là bây giờ em đang sống với ai? Với lại mẹ với là một vợ con 5 tháng tuổi. Con em mới 5 tháng à? Rồi từ lúc mà giãn cách tới giờ có đi làm được không? Dạ không. Rồi thu nhập như thế nào? Tại vì hồi của em lực lượng nhân quân thì ra có trực chốt, trực đỉnh. À trực chốt? Ừ. Có tiền không em? Được ngày 130 thôi. Cũng đỡ nha. Nó mấy ngày thì... mà cái lương vậy mình có đủ mua sữa rồi lo cho con? Sữa tả rồi không? Mua sữa tả thì đủ rồi. Còn ăn uống như thế nào? Cũng đa phần là địa phương cho nhiều. Nói chung mày cũng gặp ít nhiều khó khăn đúng không? Rồi, cũng hiểu sơ hoàn cảnh của em rồi. Cũng chia sẻ với em luôn. Hôm nay anh sẽ thay mặt ha. Giờ tới phần quà của anh này chắc anh Dũng. Anh Dũng nha em, ở bên Mỹ sẽ hỗ trợ cho em và gia đình một phần quà. Phần quà sẽ bao gồm một bao gạo 5kg, một bó hẹ và một bịch khẩu trang. Bây giờ em lấy giùm anh bao gạo với bó hẹ đi. Rồi mời em lại đây. Lại bàn ha, để trên đây. Thời điểm này em nhận được cái phần quà này em cảm giác thế nào? Em cũng vui. Vui. Em nhìn cái bịch khẩu trang này em thấy có khác biệt gì với những khẩu trang mà em hay thấy không? Dạ. Thấy cũng giống vậy ha. Thôi giờ em thử em cầm nắng bóp thôi coi em coi nó khác biệt gì không? Được thêm phần tiền 500 ngàn. Em có bất ngờ về phần quà này không? Dạ có. Thì đây là tấm lòng của anh Dũng ha, dạ. Bên Mỹ. Dạ, cảm ơn. Hỗ trợ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong thời điểm hiện nay. Dạ. Thì hy vọng là cái phần quà này em cũng đỡ được phần nào đó trong thời điểm này. Rồi, chào em. Cảm ơn. Rồi, chào em. Em là Linh đúng không? Ok, chào em. Dạ. Thì cũng chia sẻ với em luôn. Thì hôm bữa là cũng có cái nhà hảo tâm có xem cái clip của em khi mà em nhận quà những ngày trước á. Thì cũng có một nhà hảo tâm muốn hỗ trợ cho em về một cái phần quà. Thì giờ em đợi anh tí nha. Rồi. Từ hôm bữa mà em nhận cái phần quà rồi lúc đó em về em sử dụng như thế nào, em có thể chia sẻ lại với anh. Dạ em đưa tiền cho nội xong rồi em xin nội cho em mua hai cuốn sách. Hai cuốn sách? Dạ. Lại mua sách gì? Dạ sách phát triển bản thân. Phát triển bản thân, có nghĩa dạ. Là em thích đọc sách. Dạ. Và thành ra hai cuốn sách nó hết nhiêu tiền em? Dạ 140. 160? Dạ 140. 140, coi như, ủa mà sao anh thắc mắc, ủa mạng mình không có xong mình phải mua sách. Trên mạng có dạ, không? Em thích cầm sách vật lý hơn. Có nghĩa dạ. Là theo em thì cầm sách đọc nó sẽ hay hơn. Dạ. Em thích đọc như vậy hơn đúng dạ. Không? Với lại em thích ký nào hay em sẽ tích lại xong rồi cái mở ra coi lại. Ok, anh hiểu rồi. Dạ. Có nghĩa là em bôi nó, rồi sau đó em lưu lại. Đúng không? Dạ. Rồi khi nào mà em muốn xem lại thì em dở ra thì em thấy đúng không? Dạ. Rồi, anh hiểu rồi. Thì cũng có những nhà hảo tâm, các anh chị cô chú cũng xem cũng quan tâm được với cái ý tưởng, niềm học hành của em á. Là em thích học mai đúng không? Dạ. Nhưng mà do cái kinh phí nhà mình không có là mình em mới đi làm đúng không? Dạ. Đúng không? Thành ra là hôm nay là anh cũng thay mặt chú Tình. Dạ. ở bên nước ngoài. Dạ. Đó thì đây là tên tài khoản gửi cho anh. Dạ. Văn âm Tình đó. Nên nói chung là anh không có biết được là tại vì đa số là người nước ngoài gửi vậy không có dấu anh đọc không được. Dạ. Thì anh cũng không biết lộn như thế nào cho đúng. Thì hôm nay anh thay mặt chú Tình sẽ hỗ trợ cho em một phần quà trong thời điểm khó khăn hiện nay. Dạ. Thì phần quà sẽ bao gồm là 2.200.000 đồng. Dạ. Bây giờ em đếm giùm anh cái đi. Đếm có đủ tiền không? Dạ.
Dạ được. Đủ không? Dạ được. À, em có bất ngờ khi mà nhận được cái phần quà này không? Dạ có. Em hồi sáng anh điện em có nghĩ là em lên đây em sẽ được nhận được phần quà như thế nào không? Em nghĩ là em cũng như cô bác nhận được phần quà là gạo với lại gao, khẩu trang nữa, chứ em không nghĩ là em nhận được tiền nhiều như vậy. À, rồi theo em thì cái phần quà của chú Tình như vậy em sẽ làm gì đầu tiên? Dạ em để dành. Rồi có thể thì em để dành mua sách, còn một số tiền ngắn nữa thì em để dành để mà khám sức khỏe rồi mới mốt đi làm. Rồi còn như em sẽ đưa nợ em. Rất là hay luôn. Tại vì thật sự ra thì theo em nha, anh hỏi nha, theo như em đi làm bao nhiêu lâu, với số tiền bao nhiêu thì em có thể là em có thể là tiếp tục việc học của em. Dạ. Em thì mong muốn 2 năm hoặc 3 năm. 2 năm tới 3 năm. Dạ. Tại vừa lo cho gia đình, vừa để riêng một khoản để dành đi học tiếp ha. Ok, thôi thì anh thấy em cũng rất là có ý chí. Thì em có nhắn gửi gì với chú Tình không? Bên nước ngoài người ta giúp đỡ em ngày hôm nay. Dạ con cảm ơn chú. Thời điểm này mình nhận mình cảm giác thế nào? Dạ thấy vui với thấy em. Vui luôn phải không? Dạ. Từ đó giờ có ai tặng em nhiều gì không? Chưa. Chưa từng luôn. Dạ. Rồi đi làm thì làm thường cầm mà xíu tiền nhiều nhất là được nhiêu? Dạ, em chưa đi làm nữa. Chưa đi làm luôn là mới dạ. Tốt nghiệp xong thôi đúng không? Dạ. Ok, nhưng mà thời điểm này là mình được sự quan tâm của bà con như vậy, các anh chị của chú bác là rất là đáng quý đúng không? Dạ. Thì hy vọng thì với cái phần quà của chú Tình cũng muốn là cho em đỡ được cái phần nào đó trong khoảng thời gian khó khăn này. Dạ. Để nếu mà có những cái cô chú bác nhà hảo tâm khác mà quan tâm về cái hoàn cảnh của em thì có thể là liên hệ với anh sau để sẽ hỗ trợ cho em ha. Chứ thấy em cũng rất là ham học á. Dạ, cũng cảm ơn chú đã quan tâm con. Cũng cảm ơn cô chú, cảm ơn anh. Rất là quý ha. Dạ. Rồi, ok, chào em. Dạ, dạ rồi, cả nhà ơi, hoàn cảnh tiếp theo, hoàn cảnh của cô này. Rồi, con chào cô. Cô tên gì? À, cô tên Thúy. Cô Thúy. Cô Thúy năm nay nhiêu tuổi rồi cô? À, 58 tuổi. Dạ, nhà mình đâu cô Thúy? Ở phường Tư. Phường Tư. Trước thời điểm giãn cách thì mình làm công việc gì cô? Đi làm thuê người ta, đi làm công cho người ta. Ai thuê gì mình làm đó hả? Hiện giờ cô đang ở với ai? Giờ ở với bà dì 90 tuổi à. Giờ là có hai người thôi hả? Thì có với ông chồng ông phụ mới già ông cũng thất nghiệp nữa. Dạ. Ông đi sửa xe đạp á. Dạ. Đó có như ba người. Ba người. Con cô không có con hả? Có con mà hai đứa con ấy, nó cũng đi làm thuê cho người ta vậy đó. Nó đi nhưng làm. Mà có ở nhà hay không hay là ở có ở nhà làm tóc. Dạ. Rồi mấy ngày gia đình mình ăn uống như thế nào cô? Thì có gì ăn đó rồi thí dụ như có ở xóm giền đồ cũng như hỗ trợ qua lại vậy đó, có gì cái này cho người kia cho vậy đó, cho qua cho lại vậy đó. Dạ. Mấy ngày cô thấy là hoàn cảnh gia đình mình khó khăn không? Thì cũng nói chung là cũng khó, nhưng mà có nhiều người người ta còn khó hơn mình nữa. Dạ, nhưng mà coi như là mình cũng có duyên ha. Thành ra là mình cũng được sự hỗ trợ. Rồi con cũng chia sẻ với cô hôm nay ha, con sẽ thay mặt anh Dũng ha, nhà hảo tâm ở Mỹ. Ủa cái này không biết Mỹ hay ở Việt Nam thì con không biết, nhưng mà hỗ trợ cho cô gia đình một phần quà trong thời điểm hiện nay là một bao gạo ha, kèm theo đó là một bó rau và một bịch khẩu trang. Rồi giờ cô nhận giùm con bao gạo và bó rau đi. Rồi con mời cô lại đây. Chờ để đó đi rồi. Thời điểm hiện nay mà cô Thúy nhận được cái phần quà này, cô cảm giác như thế nào? Rất là vui mừng. Dạ, rất là vui mừng luôn. Dạ. Từ đó giờ thì cô có hay đeo khẩu trang này không? Cô nhìn thấy bịch khẩu trang này có khác biệt gì với những khẩu trang mà cô đã từng mua không? À, thấy khác. Khác ở điểm nào cô? Thấy trong đó có cái vành khẩu trang á. À, cái vành khẩu trang. À. À. Thấy cái vành khẩu trang nó khác biệt. Chỉ thấy như đó thôi. Bây giờ cô thử. Bây giờ cô thử cầm cái khẩu trang lên. Rồi cô thử cầm những bông đi, rồi nắng bóp cô thử coi nó khác biệt gì nữa không? Có gì nữa không? Sao à? Rất là cảm ơn nhà. Dạ. Anh Dũng. Hỏi thăm anh Dũng. Dạ. Cô có bất ngờ về phần quà này không? Dạ, có bất ngờ. Dạ. Rồi cô nhắn gửi gì với anh Dũng không? Người đã giúp đỡ mình ngày hôm nay. Coi như là chúc chú Dũng, gia đình chú Dũng được nhiều may mắn.
Dạ. Thời điểm này mình nhận mình cảm giác thế nào cô? Rất là vui. Rất là vui phải không ạ? Hy vọng với phần quà này cũng đỡ được cho cô ha, trong thời điểm khó khăn này. Rồi chào cô. Dạ rồi, cái nhà hoàn cảnh tiếp theo là hoàn cảnh của chú này. Tại vì chiều hôm nay mưa quá. Rồi con chào chú. Rồi. Chú tên gì? Tên Đặng Quang. Chú Quang. Chú Quang năm nay nhiêu tuổi rồi ạ? 60 rồi. Nhà mình đâu chú Quang? Ở Phước Hậu á. Phước Hậu Long Hồ. Dạ. Cái độ tuổi mình khoảng thời gian trước giãn cách mình làm công việc gì chú Quang? Thì trước cũng làm ở bảo vệ rồi sau này ra chạy xe ôm. Rồi bây giờ hiện tại mình đang sống với ai chú Quang? Sống với vợ với lại hai đứa con. Dạ. Con mình lớn chưa chú Quang? Cũng lớn rồi. Dạ. Mấy tuổi với mấy tuổi? Đứa 20 mấy tuổi, 21 tuổi với là đứa 16 tuổi. Từ bữa giãn cách tới giờ chắc mình đâu có đi làm được hả chú? Không, không có đi làm rồi được. Chú ăn uống như thế nào? Thì cũng sống lây lắc. Còn già cho gì ăn đó đúng không? Ừ. Dạ. Chứ con thấy cái khẩu trang của chú hình như là hơi cũ rồi đó. Khẩu trang này chú đeo mấy ngày chú nói nghe. 2-3 ngày. Dạ. Nói chung là con thấy nó dính bụi hay nhiều rồi đó. Rồi hôm nay thì con cũng chia sẻ với chú luôn. Con mời chú lại đây. Rồi hôm nay con chia sẻ chú ha. Hôm nay thì con thay mặt anh Dũng, nhà hảo tâm sẽ hỗ trợ cho chú gia đình một phần quà, bao gồm là một bao gạo ha, một bịch hẹ và một sắp khẩu trang 10 cái. Rồi bây giờ chú nhận giùm con đi. Rồi nhận luôn bao hẹ, bao hẹ em con. Rồi chú qua đây, chú để lên trên bàn nhìn con. Rồi để lên trên bàn chú. Rồi cái thời điểm này mà chú nhận được cái phần quà này chú cảm giác thế nào chú Quang? Thấy cũng mừng lắm. Rồi. Cũng mừng đúng không ạ? Bây giờ con hỏi chú này nha. Hôm nay là được chú lại tặng 10 khẩu trang. Là coi như là chú được 2 khẩu trang mới rồi đó. Rồi chú cảm giác như thế nào? Thấy cũng mừng. Dạ. Chú hôm nay chú nghĩ chú đi nhận quà chú nghĩ chú nhận được 10 khẩu trang không? Không. Không nghĩ đúng không ạ? Thì theo chú là chú sẽ suy nghĩ chú nhận được gì? Thì cũng gạo rau rồi chứ không có nghĩ nhận khẩu trang đúng không? Rồi bây giờ con hỏi thêm cái nữa, chú thấy khẩu trang này với khẩu trang chú đang đeo khác nhau điểm nào? Chú không biết sao khác chỗ nào. Không biết chỗ nào luôn. Rồi bây giờ chú cầm thử bịch khẩu trang lên rồi chú xem thử coi nó khác biệt điểm nào không. Dạ. Sao ạ? Có khác không ạ? Khác. Thì đó là tấm lòng của anh Dũng muốn hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn trong thời điểm hiện nay. Rồi chú cũng cảm ơn. Dạ. Chú thời điểm này chú nhận được phần quà này chú cảm giác thế nào? Cảm mừng. Dạ mừng đúng không ạ? Dạ. Rồi chú có nhắn gửi với anh Dũng không? Người đã hỗ trợ mình hôm nay. Cũng biết làm sao mà nói bây giờ chỉ cảm ơn thôi. Dạ, dạ đúng rồi. Dạ. Thì bây giờ cái vấn đề quan trọng nhất là chú cởi khẩu trang đó, giờ chú đeo khẩu trang mới cho đi. Dạ, thì khẩu trang chú quá cũ rồi. Dạ. Cho nó an toàn cho chú như gia đình. Đó. Dạ. Rồi, chào chú. Dạ. Chúc chú gia đình sức khỏe. Dạ. 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 Rồi, hoàn cảnh tiếp theo, hoàn cảnh của chị này. Em mời chị lại đây. Rồi chào chị. Chị tên gì? Em tên Trần Thị Ngọc Yến. Chiến. Chiến năm nay nhiêu tuổi rồi? Em 37. 37. Nhà mình đâu Chiến? Ở Tân Hội. Tân Hội. Trước giãn cách thì chị làm công việc gì? Em hả? Em ở nhà. Em ở nhà. Nhưng mà chị ở với hiện tại bây giờ chị đang ở với ai? Với chồng em. Với chồng chị. Rồi có con cái gì không? Có. Có mấy người con chị? Dạ hai. Hai. Con chị lớn chưa? 17 tuổi. 17 là một, còn một đứa nữa thì bao nhiêu? 8 tuổi. Gia đình mình có 4 người thôi, còn ai khác không? Không. Rồi ông xã mình làm công việc gì để lo cho gia đình mình chị? Làm hồ. Làm hồ. Rồi từ bữa giãn cách tới giờ ông xã có đi làm được không? Cũng ít lắm anh, như là sửa vòng vòng được chứ không đi làm thời đấy rồi. Rồi mấy ngày mình ăn uống có khó khăn không? Khó không? Buổi trưa ngày hôm nay là chị ăn cơm với gì chị nói em nghe thử. Trưa nha. Trưa này ăn mì với con muốn. Mì với con muốn. Hai đứa nhỏ cũng ăn vậy luôn? Hai đứa nhỏ thì ăn cơm với hộp vịt. Cơm với hộp vịt. Còn ngày hôm qua chị nhớ chị ăn gì không? Hôm qua thì ăn được miếng
cá mồi á. Cá mồi, nhưng mà cái đó ai cho mình hay mình mua? Cái đó là mình mua chứ phường chưa cho. Mà chị mua hay là chồng chị mua? Em mua, em gửi người ta đi chợ mua. À, vậy là coi như ông xã làm được nhiều điều gì cho chị? Ừ. Để chị quản lý đúng không? À, để chị lo gia đình. Rồi, à, ok. Bây giờ em túi còn nhiêu? Hả? Em túi còn nhiêu? Đủ mua gạo sao sống được tháng hay tháng nữa. Gạo thôi nghe chứ mà đồ ăn không tính nha. À gạo thôi đúng không? Ừ, gạo. Okay. Tới xong tại vì mình gạo thấy nó rẻ mà chứ đồ ăn xanh mua được, ví dụ bèo nhất là mua 20 kg, 30 kg được ví dụ vậy. À có nghĩa là chị tiền thì bây giờ có thể mua được 20-30 kg gạo. Đó. Đang chừng tháng được. Đúng. Nhưng mà đồ ăn thì chưa chắc. Đúng không ạ? Ok, rồi cũng hiểu sơ hoàn cảnh chị. Rồi em mời chị lên đây. Thì hôm nay ha, em sẽ thay mặt anh Dũng sẽ hỗ trợ cho chị một phần quà trong thời điểm khó khăn này. Phần quà sẽ bao gồm là 5 kg gạo ha, một bó hẹ và một bịch khẩu trang. Bây giờ chị nhận giùm em bó gạo, bao gạo với bó hẹ đi. Khẩu trang để em cầm cho. Rồi chị cầm bịch gạo đi. Rồi, rồi chị để lên trên bàn này giùm em đi. Để đây. Rồi. Thời điểm này mà chị nhận được cái phần quà này chị cảm giác thế nào chị? Em cũng thấy vui. Vui. Nhưng mà em trông hết dịch nhiều hơn. À, mong muốn hết dịch nhiều hơn chứ chứ không mong muốn là nhận được quà. Không chợ đúng không? Ừ đúng rồi. À. Em trông cho mau hết dịch đi cho thế giới trở lại yên bình đi. À. Chứ không mình không có nên trông chờ những này của người. À. Rồi nãy thì chị mới cầm bịch khẩu trang thì thấy có điểm gì khác biệt không? Chỗ này dữ sợ mừng dữ sợ. Mừng dữ sợ không? Mừng hết lớn không? Thì mua đã ngon mình cho mấy đứa nhỏ ăn chứ. Đó, thì đó là tấm lòng của anh Dũng muốn hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn trong thời điểm hiện nay. Dạ. Cũng là chị cũng là một trong những người có duyên với anh ha. Dạ. Hy vọng với phần quà này cũng giúp đỡ được cho chị và gia đình vượt qua thời điểm khó khăn này. Thời điểm này chị nhận được phần quà chị cảm giác như em rất vui lắm. Nhưng vui mà em giá trời hết dịch em còn cho mấy anh mấy anh mấy chú rồi cũng giống như mình, nó cũng vui vẻ hạnh phúc chứ không muốn giống vậy lên. Ok, rồi quá hợp lý. Rồi thôi chào chị. Em cảm ơn nha. Rồi. Dạ rồi cả nhà, hoàn cảnh tiếp theo là hoàn cảnh của chị này. Em mời chị lên đây. Xích đây ạ. Rồi, chào chị. Chị tên gì? Em tên Bùi Thị Thúy. Thúy? À, chị Thúy năm nay nhiêu tuổi rồi chị? Là 46 rồi. À, nhà mình đâu chị Thúy? Em Tân Hội. Tân Hội. Trước giãn cách mình làm công việc gì chị Thúy? Ở nhà nội trợ. À, còn ông xã mình? Ông xã đi làm mà giờ giãn cách rồi không có đi làm, nghỉ mấy tháng nay. Chị có con cháu gì không? Có 2 đứa con. À, con chị lớn chưa? Đứa hai mấy, đứa 8 tuổi. Hai mấy với 8 tuổi. À, rồi gia đình mình ở là có 4 người thôi hay có mấy người nữa? Dạ, có 4 người. Dạ, còn mấy giờ mình ăn uống như thế nào chị? Ăn uống thì nhà có gì ăn lấy, lâu lâu có tiền thì gửi mua đồ ăn, còn không có thì ăn bậy bạ qua ngày, sống qua ngày. Rồi hồi trưa hôm nay là gia đình chị ăn gì cho nói em nghe thử. Ăn hột vịt chiên. À, hồi trưa hôm qua? Trưa hôm qua thì ăn cao, đồ mua gần gần đó, như dạ. Vậy ăn. Mà giờ tiền túi mình còn không? Không. Bây giờ này, hiện tại bây giờ trong túi mình còn nhiêu tiền? Dạ, không có, tiền có ba gửi đi mua trái cây dùm ba mà chút ghé vô mua tại ba cũng bị bệnh á, rồi kêu ghé đi mua dùm. À, dùm cũng khó khăn quá phải không ạ? Dạ. Rồi thì cũng chia sẻ với chị luôn, em mời chị lên đây. Em cũng sẽ chia sẻ với chị ha. Hôm nay em sẽ thay mặt bạn Diễm Quỳnh và bạn Phương Thảo sẽ hỗ trợ cho chị một phần quà trong thời điểm khó khăn này. Chị, em mời chị nhận một phần quà giùm em. Một phần quà bao gồm một bao gạo nè, một bịch hẹ, chị lấy bịch hẹ em đi, bó hẹ. Rồi em mời chị lại đi. Rồi chị để lên bàn đi. Thời điểm này mà chị nhận được mấy cái phần quà này chị cảm giác thế nào chị? Dạ em mừng dữ lắm. Mừng lắm luôn. Dạ. Giãn cách rồi không có tiền xài. Dạ. Hai người ở nhà cũng không có đi làm nữa rồi, mấy tháng nay không có tiền bạc xài. Dạ. Thấy mừng. Dạ, bữa nay mà có điều bữa nay mình không có tiền, mình chỉ có gạo, có rau rồi có khẩu trang thôi, có vui không? Dạ vui, miễn có được rồi. Có là vui rồi phải không ạ? Dạ. À? Chị bây giờ em hỏi chị này nha, chị thấy cái bịch khẩu trang này với khẩu trang chị đang đeo khác nhau ở điểm nào không? Có khác biệt gì không? À, chị thấy khác biệt gì không? Có khẩu trang đeo đỡ tốn tiền đi mua là mừng rồi. Là mừng rồi. Dạ. Không cần biết khác giống chứ. Dạ, có là mừng. Dạ có. Rồi bây giờ chị cầm thử cái bịch khẩu trang lên em ơi. Cầm lên, cầm giùm em. Rồi chị bóp rồi thử coi chị thấy nó có khác biệt gì với khẩu trang của chị không? Có thấy gì không? Chị cảm giác thế nào?
thấy mừng dữ lắm. Thấy mừng lắm, dạ. Chị thấy gì, chị thấy gì đó? Em thấy rồi. Chị thấy gì? Thấy tiền. Dạ. Chị có bất ngờ về phần quà này không? Dạ, em bất ngờ dữ lắm. Có dạ. Tiền về xoay sở, sống mua đồ ăn, đồ uống, sống qua ngày để mong cho hết giãn cách, cho hết bệnh để đời sống trở lại bình thường. Dạ, thì đây là tấm lòng ha của bạn Diễm và bạn... bạn Quỳnh và bạn Thảo. Dạ, dạ. Dạ. Cho em thay lời gửi lời tới cảm ơn các anh các chị Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ cho em. Này em cảm ơn nhiều lắm. Rồi hy vọng chị cũng đỡ được phần nào ha trong thời điểm khó khăn này. Dạ. Rồi chào chị. Dạ, cảm ơn chị. Rồi xích lại em đi. Rồi chào anh. Anh tên gì? Em tên Hậu anh. À, anh Hậu hôm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ 32 rồi. À, nhà mình đâu em Hậu? Em ở Tân Hội anh. Tân Hội. Dạ. À, trước giãn cách này em làm công việc gì? Em làm sửa xe. Sửa xe. Dạ. À, rồi hiện tại bây giờ em đang ở với ai? Em ở với anh chị. Anh chị? Dạ, ba mẹ, ba mẹ mất hết rồi. Vậy là còn có ba người. Dạ còn. Em có gia đình chưa? Dạ chưa. À, rồi từ lúc dịch tới giờ em chuyển qua đi dân quân hả? À, dạ tại em là lực lượng dân quân tại chỗ á, em lên em hỗ trợ cho mấy anh, đặng mấy anh trực, em chỉ trực ở cơ quan thôi. À dạ. Rồi mình ở chỗ mà sửa xe như vậy thì hồi trước thì mình được một ngày mình được bao nhiêu? Dạ một ngày em được trước giãn cách ha, một ngày được 150. À, là bình quân mình làm ha. Dạ dạ. À, mình là, làm cho em phụ á. Dạ em phụ. Dạ phụ đi phụ người ta. Dạ, thu nhập cũng khó khăn rồi đúng không? Dạ, dạ, dạ. À, cũng thu nhập cũng không được bao nhiêu. Dạ. Rồi, thầy cũng hiểu sơ về hoàn cảnh của em. Dạ, dạ, dạ. Rồi, thì hôm nay anh sẽ mời em ở đây. Dạ, dạ. Thì cũng chia sẻ với em ha. Dạ. Hôm nay anh thay mặt là bạn Quỳnh và bạn Thảo. Dạ. Sẽ hỗ trợ cho em một phần quà trong thời điểm khó khăn này. Dạ, dạ. Thì em mời em nhận một phần quà bao gồm một bao gạo 5kg nè. Dạ, dạ. Lấy giùm anh nha. Dạ. Rồi một cái bịch, cái bó, bó hẹ. Ừ, anh để cho mày đi anh đi. Dạ. Rồi, bó hẹ. Rồi qua bàn với anh. Rồi và một cái bịch khẩu trang. Dạ. Rồi thì thời điểm này mà em nhận được cái phần quà này em cảm giác thế nào em không? Dạ em cảm ơn nhà hảo tâm đã hỗ trợ cho em trong vượt qua cái đợt dịch có khó khăn này, tại vì dịch mình cũng không có đi làm được á. À. Rồi cũng không có thu nhập đặng mình ấy, thì có một phần quà như thế này thì em rất là mừng. À. Thì cảm ơn các nhà hảo tâm đặng đã hỗ trợ cho em. À. Nãy dạ. Em dở cái bịch khẩu trang em thấy gì không? Dạ thấy, em thấy được tờ 500. À thì đó. Dạ. Thì nói chung thì thời điểm này được sự hỗ trợ của nhà hảo tâm này cũng rất là đáng quý đúng không? Dạ dạ. À. Dạ em rất là cảm ơn nhà hảo tâm đã ủng hộ em đặng vượt qua khó khăn trong thời điểm dịch này. À. Dạ. Rồi thì thôi chúc em sức khỏe. Dạ dạ. Rồi chào em. Dạ, dạ. Dạ rồi cái nhà hoàn cảnh tiếp theo là hoàn cảnh của chị này. Rồi mời chị lên đây. Dạ xin tới đây tí. Rồi chào chị. Chị tên gì? Chị tên Hồng Nhã. Chị Nhãn năm nay nhiêu tuổi vậy chị? Chị 53 tuổi. Dạ nhà mình đâu chị? Nhà chị ở phường Tư. Phường Tư. Trước thời điểm giãn cách mình làm công việc gì chị? Chị bán số. Bán số hả? Chị bán khu vực nào sao em ít thấy vậy? Chị bán ở đường Phó Cơ Điều á. À đường phường 3. À. Một ngày trước mình bán được bao nhiêu? Chị bán 100 vé cơ nghe. Dạ. À trước thì đi cũng không được nhìn lâu á, được nhiều. Dạ. Chị bán 100 vé. Rồi từ bữa giãn cách tới giờ cũng là 62 ngày rồi. À. Rồi chị thì mấy ngày thì chị ăn uống như thế nào? À chị cũng ăn hà tiện cơ, cũng nhờ nhiều bà con cho gạo á. À. Cho cũng được mấy lần, hai ba lần. Rồi giờ hiện tại chị đang sống với ai? Con mình chị cưng. Con mình? À. Ờ. Mới rồi nói chung cũng khó khăn quá phải không ạ? Đúng khó khăn rồi. Ủa chị không có gia đình hả? Có gia đình mà chị thôi rồi. Có con cái gì không chị? Có mà cũng thôi rồi, con cái theo bên chồng. À. Và chị đi ở nhà trọ ở con mình vậy đó. À. Nói chung thì cũng quá vất vả đúng không ạ? À. Mà sống được bằng tình thương của các nhà hảo tâm. À đúng. Mình ở nhà trọ hay ở nhà mình chị? Chị ở nhà trọ cưng. Tháng mình đóng nhiêu chị? Tháng chị tiền nước điện rồi luôn là cỡ 700. Rồi sao biết em đây mà lên tại có chú chứ cho thấy chị hoàn cảnh chị hơi khó khăn đó. À. Rồi cho chị cái mời lên đây. À. Nè. À chứ chị cũng không biết. Đúng rồi. Thấy chị hoàn cảnh chị khó khăn rồi. À. Cũng cho phiếu chị. À. Lên rồi em cũng hiểu sơ về hoàn cảnh chị rồi. Thì hôm nay cũng chia sẻ với chị ha. Hôm nay em sẽ thay mặt bạn Thảo và chị Phượng là hay nhà hảo tâm ở Úc sẽ hỗ trợ cho chị một phần quà trong thời điểm khó khăn này.
thì một phần quà sẽ bao gồm một bao gạo 5kg. Chị lấy giùm em đi. Một bó hẹ. Chị lấy giùm em luôn. Rồi em mời chị lại cái bàn chỗ này. Rồi để lên bàn cho chị. Và một bịch khẩu trang. Thời điểm hiện nay mà chị nhận được cái phần quà này chị cảm giác như thế nào? Dạ cũng thấy cảm vui mừng lắm cưng. Dạ. Dạ được hỗ trợ gì cũng một chút quà nhỏ nhỏ gì chứ cũng có cái niềm tin của mình. Dạ. À. Coi như là trong thời điểm khó khăn mà vẫn được người này người kia quan tâm ha. À. Là mình cũng đáng quý đúng không ạ? Rồi, bây giờ chị chia sẻ với em nha, khẩu trang chị là khẩu trang vải nha. Khẩu trang vải. Là khẩu trang giặt. Ừ. Thì chị mang bao nhiêu ngày chị giặt lần? Chị hả? Cách tiền dài 2-3 bữa thì giặt lần. À. À. Cái này thì mình xài thì sao mà mình bỏ. À. À đúng rồi. Nhưng mà sao chị không xài cái này mà chị xài cái này? Tại bữa nay thì mưa thì đi cái này nó ấy á. À. Chị xài cái này. À, chị xài vải á. À, chứ mọi khi chị cũng xài này. Rồi. Rồi thì chị thấy cái bịch khẩu trang này với cái khẩu trang mà chị mua xài có khác nhau điểm nào không? Có chứ cưng, cái này thì nó lợi cái là nó có cái tẩm ấy thuốc rồi vô cho mình xài nó vệ sinh. À. À. Còn cái khẩu trang nhà chị kìa, có giống cái khẩu trang này không? Chị thấy giống không? Chị chưa thấy, tại vì chị thấy ở ngoài. À, rồi chị thấy. Rồi, chị. Rồi sao ạ? À? À, giờ chị cảm thấy này là niềm vui nữa nè. À, thì đó, à. Đó là tấm lòng của hai nhà hảo tâm. À, bạn Thảo và cô Phượng ở Úc muốn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn như là chị trong thời điểm hiện nay. Thì hy vọng với phần quà này ha, cũng đỡ được cho chị phần nào. Trong thời điểm khó khăn cảm này. Cảm ơn hai người hảo tâm bệnh á, bệnh không cũng hỗ trợ chị cũng không có nhiều. Dạ. Những lúc khó khăn này, những lúc này. Rất là đáng quý đúng không ạ? Đáng quý. Dạ. À, thôi chào chị ha. Dạ rồi, cái nhà hoàn cảnh tiếp theo là hoàn cảnh của ngoại này. Rồi, con chào ngoại. Ngoại tên gì ngoại? Đặng Thị Bạch Tuyết. Dạ, ngoại Tuyết năm nay nhiêu tuổi rồi ngoại? 73. Nhà mình đâu ngoại? Ở khóm 5, phường 4. Dạ. Trước giãn cách mình có làm công việc gì được không ngoại? Thì cũng ở nhà nấu cơm cho con đi làm mà là lái xe mà giờ nó bị thất nghiệp á. Dạ. À. Con thấy cái chân ngoài như nó bị gì không ngoại? Dạ, chân bị xe cán. Trời. Bị cán nào vậy ngoại? Cán lâu rồi nó nát hết chân rồi thôi. Trời ơi. Con coi hả? Trời ơi. Nhờ bác sĩ lấy thịt ở đây là đắp xuống. Trời ơi, nhà ngoại bị lâu chưa? Cũng lâu rồi. Dạ, rồi giờ đi đứng nó như gì đâu không ngoại? Cũng phải vậy đó. Dạ. Rồi hiện tại giờ ngoại đang sống với ai? Với con trai mà nó bị thất nghiệp đó. Dạ, mà có hai mẹ con thôi? Không, có cha chồng nữa, chồng thương binh. Dạ, có cháu hay có gì không ngoại? Có cháu nuôi cháu nội. Dạ, tổng cộng nhà mình có mấy người ngoại? Đúng ra là năm rồi, cái có anh thằng nó bị tim hay gì? Bị ung thư đó, người ta kêu tách hộ ra mà cũng ở chung nhà nhưng tách ra đặng nó lãnh khó khăn á. À, dạ. Rồi mấy ngày mọi ăn uống có khó khăn lắm không? Thì gửi tổ đi chợ đó nha người. Người ta cũng thương người, người ta đi mua người ta. Dạ, nhưng mà cái vấn đề là chỗ là kinh tế để mình mua là không biết ở đâu mà mình có mà. Thì cô cũng ổng lãnh tiền thương binh đó. À. Dạ, nói chung cũng khó khăn ha. Dạ. Rồi, thì cũng hiểu sơ hoàn cảnh của ngoại rồi. Rồi. À, không, mà đứng ra đi, mà đứng đây con đem về thôi. Tại vì chân mà khó đi. Rồi, mà đứng đi. Dạ, không sao hả? Rồi, giờ con mời qua lại đây. Dạ. Thì con sẽ thay mặt ha là tấm lòng của cô Kim Phượng ở Úc sẽ hỗ trợ cho ngoại một phần quà. Sẽ bao gồm một bao gạo 5kg, một bó hẹ và một bịch khẩu trang. Rồi bây giờ con mời qua đây nhận giùm con ha. Bao gạo với bó hẹ giùm con. Dạ, ngoài sách nổi không? Được. Dạ, cái này để con cầm cho, ngoài cầm con bó hẹ đi. Dạ. Dạ, với bao gạo. Sách nổi không mày? Rồi con mời qua lại đây. Để mày để lên trên bàn cho mày. Rồi. Để bàn để con hỏi một bài ngoài một vài câu nữa nha. Rồi, thời điểm này mà thích lên đây con nè. Thời điểm này mà nhận được phần quà này ngoài cảm giác như thế nào? Thì cái đầu tiên á con nhận thấy là cảm động. Dạ. Giữa cái khó khăn giúp đỡ với nhau á. Dạ. Rất là đáng quý đúng không ạ? Dạ. Con thấy cái khẩu trang của ngoài hình như nó cũng hơi cũ rồi nha ngoài. Dạ dạ. Thường ngoài xài bao lâu rồi? Cũng 2-3 lần rồi. Hai ba. mình không mua nổi khẩu trang không ạ? Không phải không mua nhưng mà của mình thôi, mình mang đại người về phơi nắng á. À dạ, để yên kia chung. Dạ.
Rồi hôm nay con tặng mày 10 cái khẩu trang gì mà thấy là mày thích không? Dạ thích, cảm ơn. 10 khẩu trang mới luôn. Cảm ơn lắm. Rồi mày nhìn cái khẩu trang này với khẩu trang mày thấy khác biệt ở điểm nào không? Cái này cũ chì rồi. À, là mày thấy khác gì đúng không? Tùng, bây giờ con mời mày cầm bịch khẩu trang ngồi mày xem giùm con nữa coi có điểm gì khác biệt nữa không? Ôi, mừng quá. Cảm ơn con. Dạ, thì đó là tấm lòng của cô Kim Phượng ở Úc. Dạ. Dạ, muốn con tên gì đặng ngoài nội nhớ. Con tên Minh, nhưng mà dạ, nhưng mà và đây là tấm lòng của cô Kim Phượng Úc. Nói giờ cô con có gặp cổ nói cô cảm ơn nha. Dạ. Cô dạ. Tiếc cảm ơn cô dạ. Tiếc ở Việt Nam. Dạ. Thời điểm này mà nhận được phần quà mà cảm giác thế nào? Rất là xúc động. Dạ. Dạ. Tại vì nó tình người với nhau á. Dạ. Trong cái khó khăn á. Dạ. Mà giúp như vậy là nó quý dữ lắm. Dạ. Dạ. Nhất là trong thời điểm này trong đúng không ạ? Thời điểm này. À, dịch đâu bệnh phải đó, đâu dạ. Phải là mà ai cũng giúp như vậy, chỉ có người Việt Nam mình đó thôi. Tốt. Dạ. Dạ, nói chung đáng quý lắm mày ha. Dạ. Dạ quý thì quá trời con ơi. Dạ. Thì con cũng hy vọng với phần quà của cô Kim Phượng cũng đổi được cho ngoại ha. Dạ. Trong cảm thời điểm khó khăn này. Cảm ơn Minh nha. Dạ rồi. Dạ. Con chào ngoại, chúc ngoại gia đình sức khỏe nha. Cô cảm động quá. Dạ. Cái hè này là con đã thích lắm. Dạ, dạ, nó ngọt ngọt hay mày. Dạ. Mẹ mua hè nha mẹ. Dạ, rồi. Cảm ơn nha Minh. Dạ, con chào ngoại. Dạ rồi cái nhà ơi, hoàn cảnh tiếp theo rồi có mời cô ra đây ạ. À. Rồi con chào cô. Cô tên gì? À tôi tên Nguyễn Thị Ngọc Bích. Dạ, cô Bích năm nay nhiêu tuổi rồi? À tôi 64 tuổi. Nhà mình đâu cô Bích? Ở phường 4. Dạ. À, cái trước giãn cách mình làm công việc gì cô Bích? Dạ trước á thì tôi công tác ở khóm, bây giờ công tác xã hội. À là à, mình có lương không cô? Dạ thưa không. Ủa. Mình làm công tác xã hội mà thuộc về cái dạng giống như là mình là cộng tác viên dân số cho này kia vậy đó. Chỉ làm vậy thôi chứ không có lương gì hết. Dạ không, mình có sinh hoạt phí thôi. À, dạ. À, tháng được nhiêu cô? À, thí dụ chữ thập đỏ thì một tháng mình được 250. Dạ. Dân số thì một tháng được 300 mấy. Dạ. Thí dụ vậy đó. À, dạ, tùy theo cái chương trình mình làm. À. Nhưng mà bản thân tôi thì nó có lương hưu. Dạ. Nó thành ra mình làm theo kiểu giống như vui thôi, vui thôi. Dạ, để giết thời gian dạ. Kêu mình cũng đâu có tính mà cái thu nhập nữa đúng dạ, không? Đúng rồi, không tính thu dạ. Nhập. Hiện tại giờ cô đang ở với ai cô Thí? À, cô Bích. Cô Bích là dạ. Cô ở với con gái. Dạ. Dạ. Ở với ai nữa cô? À, với cháu, với dạ. Con rể ở dạ. Trong nhà. Bốn người. À, năm người. Năm người. À. Hai cháu. Rồi từ mấy ngày giãn cách tới giờ mình gia đình mình ăn uống như thế nào cô Bích? Thì nói chung ra thì khắc phục. Dạ. Đó, thì khó khăn là mình có gì ăn đó, có gì ăn nấy. À, coi như mình cũng tùy theo tùy cơ ứng biến thôi. Đúng rồi. Có nhiều mình ăn nhiều. Đúng rồi. Dạ, mấy ngày khó khăn không cô? Thì nói chung là mình cũng ráng vượt lên. Dạ, cũng ráng thôi đấy ha. Ráng thôi. Rồi, thôi con cũng hiểu sơ về hoàn cảnh cô Bích dạ. Rồi. Thì con cũng mời cô lại đây. Dạ. Thì hôm nay con sẽ thay mặt ha. Dạ. Cô Kim Phượng dạ. Ở Úc dạ. Sẽ hỗ trợ cho cô Bích một phần quà. Dạ. Thì cô Bích lấy giùm con một bao gạo 5 kg. Dạ. Một bó hẹ. Dạ. Và một bịch khẩu trang yeah. Khẩu trang thì con bưng giùm cho con bưng giùm con bó hẹ với bao gạo đi yeah. Yeah. Rồi con mời cô lại bàn chỗ này. Rồi cô để lên trên bàn này yeah. Thời điểm này mình nhận được cái phần quà này mình cảm giác thế nào cô Bích? Rất vui. Dạ rất vui mừng đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Rồi san sẻ được khó khăn. Dạ yeah. Bây giờ cô con hỏi cô này nha dạ. Cô thấy cái bịch khẩu trang này có khác biệt gì với những bịch khẩu trang khác mà cô hay thấy hay mua ở tiệm thuốc không? Dạ không, mình không có mua ở tiệm thuốc mà mình mua nguyên hộp. À đó thì nó cũng vậy á. Cũng giống vậy. Cũng giống vậy dạ. Mà nó có cái gai. Có gì? Có cái gì? Có cái có phía sau nữa. Dạ. Nó cũng y cái sườn đó. Vậy thôi. Rồi giờ cô thấy sự khác biệt giữa bịch khẩu trang này với bịch khẩu trang khác chưa? Dạ thấy. Dạ. Thấy rồi. Đó là tấm lòng của cô Kim Phượng dạ. Giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong thời điểm hiện nay. Dạ. Thì con thay mặt cô ấy gửi đến cô gia đình ha. Dạ. Dạ. Thời điểm này cô nhận được phần quà cô cảm giác thế nào cô Bích? Dạ thấy là rất là mừng. Dạ. Là san sẻ được những khó khăn trong giữa mùa dịch như vậy là thấy là rất là vui. Dạ. Cô dạ. Nhắn gửi với cô. Cô Phượng không? Dạ có đó. Thì qua cái phần quà này dạ. Thì tôi xin gửi lời đến cô Phượng là rất cảm ơn cô Phượng đã giúp đỡ cho gia đình tôi trong cái lúc khó khăn này. Dạ. Chúc sức khỏe cô Phượng rất là nhiều. Dạ, rất là đáng quý đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Dạ.
Rồi, thôi dạ. Con chào cô Bích ha. Dạ, dạ. Rồi, con mời cô qua đây ạ. Dạ, đến đây nè cô. Cô đứng giãn cách dữ vậy. Ừ, bây giờ cho con cắn cái này mới nói chuyện được nha. Cắn sao? À, con nó có kẹp á. Nó có kẹp á. Rồi, được chưa? Rồi. Rồi, chào cô tên gì? Cô tên Miễn. Miễn? Ừ. Năm nay cô Miễn nhiêu tuổi rồi? Hôm nay cô Miễn 58 tuổi. Dạ, nhà mình đâu cô? Nhà Phường Tư. Dạ, hiện tại bây giờ là trước giãn cách thì cô làm công việc gì? Cô đi bán. Mình bán gì cô? Bán quần áo, chợ nhóm. À, mình bán ở chợ bán nào cô? Đường á, bán lề đường. À, mà bình thường là mình bán ở khúc nào cô? Khúc cả ngang Tâm Bình. À, dưới Tâm Bình luôn hả? Bán cho Hòa Phú vậy. À, lúc đó thì mình thu nhập mình có ổn định không cô? Thì bán thì bữa được bữa không. À, còn thời điểm hiện nay là giờ là cô đang sống với ai? Sống với chồng con. Dạ. Là chồng con mình rồi còn ai khác không cô? Không. Là có ba người thôi. À, 5 người, nhà 5 người. Ờ. À, là cháu hay là... Hai vợ chồng, hai đứa con với con dâu. À. Với ông già nữa, 6 người. Dạ. Ông già 86 tuổi. Dạ. Rồi mấy gà mình ăn uống như thế nào cô? Rồi từ lúc giãn cách tới giờ. Có gì ăn đấy. Có gì đấy. Mấy gà có khó khăn lắm không cô? Khó thì khó chung mà. Khó thì khó chung hết. Ai cũng khó giống ngày ha. Khó. À, nhưng mà sao con thắc mắc là cô, sao ra là cô đảm bảo an toàn ghê luôn á. Từ đội cái nón tới cái giãn cách. Tại vì cô đi ở đội đi chợ thai. À, cô bên tổ đi chợ thai hả? Ừ. À. Rồi thì thôi cũng hiểu sơ hoàn cảnh cô rồi. Ừ. Rồi thì con mời cô lại đây. Dạ này ra không? Dạ không, cô để đi. Rồi, con mời cô lại đây. Thì hôm nay ha, con thay mặt cô Kim Phượng ở Úc. Ừ. Sẽ hỗ trợ cho cô và gia đình một phần quà. Cảm ơn. Trong thời điểm khó khăn này. Dạ. Một phần quà sẽ bao gồm một bao gạo 5kg. Dạ. Dạ. Một bó hẹ. Dạ. Và một bịch khẩu trang. Dạ. Rồi bây giờ con mời cô nhận bao gạo với bó hẹ em con đi. Rồi cô để lên trên bàn giùm con đi. Để trên bàn. Thời điểm này mà mình nhận được phần quà này mình cảm giác thế nào cô? Cô rất là vui về những tấm lòng hảo tâm, tấm lòng vàng đã nói về những người khó khăn như cô. Dạ. Cảm ơn nhiều. Dạ. Bây giờ cô xem thử bịch khẩu trang này cô thấy có khác biệt gì với khẩu trang cô đang đeo không? Cô thấy sự khác biệt chưa? Khác. Dạ, thì đó là tấm lòng của cô Kim Phượng muốn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Cảm ơn. Dạ, trong thời điểm hiện nay con thay mặt cô ấy gửi tặng cho cô phần quà này. Dạ, cô nhắn gửi với cô Kim Phượng không? Tôi thay mặt cho gia đình với thay mặt cho tất cả những người được nhận quà hôm nay. Dạ. Xin cảm ơn cô Phượng rất nhiều. Dạ, rất là quý, rất là trân trọng phải không ạ? Rất là trân trọng món quà này. Dạ. Rồi hy vọng thì giữa cái lúc khó khăn mà nhận được phần quà này rất là vui. Dạ. Và rất là cảm động. Dạ. Dạ, cảm ơn cô. À, cảm ơn cưng. Rồi, chúc cô gia đình sức khỏe. Dạ. Rồi, chào cô. Nhé. Dạ. Dạ rồi, hoàn cảnh tiếp theo, hoàn cảnh của ngoại này. Rồi, con chào ngoại. Ngoại tên gì? Nguyễn Thị Anh. Dạ, năm nay ngoại nhiêu tuổi rồi ngoại anh? 85 tuổi. 85? Dạ. Nhà mình đâu ngoại? Ở đó, Mỹ Thuận đó. À, ở Mỹ Thuận là Tân Hòa. Tân Hội. À, Tân Hội, dạ. Dạ. Mình hiện tại mình đang ở với ai ngoại? Ở một mình. Có một mình thôi, ngoại không có gia đình hả? Ờ, à, dạ. Rồi mấy gà mình ăn uống như thế nào ngoại? Ít năm. Dạ. Có ai hỗ trợ gì mình không ngoại? Dạ. Đó dạ. Có ở đằng ấp nên ta cho giấy rồi đi xuống đó. Ờ, à, dạ. Con thấy ngoại khá là xúc động. À, chắc có lẽ là ngoại sức khỏe ngoại giờ bình thường không? Có đau nhức chưa nè? Tay khám mà như... tỉnh thường lắm bị tim hở ba lá. Dạ. Hay bình thường cũng có mà nó mà cũng có. Dạ. Có mình nè. Rồi thôi con để hỗ trợ cho ngoại luôn nhanh nha. Dạ. Rồi ngoại đợi con cái. Rồi ngoại đứng để con ghi hoài rồi cho ngoại.
Rồi hôm nay con thay mặt cô Phượng ha, nhà hảo tâm ở bên Úc sẽ hỗ trợ cho ngoại một phần quà là một phần kinh tế là 500.000 đồng, yeah. Một bịch khẩu trang 10 cái, một bịch gạo 5 kg, yeah. Và một bó hẹ. Dạ. Yeah. Thời điểm này ngoại nhận được phần quà ngoại cảm giác thế nào ngoại? Cảm ơn. Dạ. Yeah. Rất là quý ha. Yeah. Con hy vọng với phần quà này cũng đủ đỡ được phần nào cho ngoại cái chi phí khám bệnh ha. Yeah. Trong thời điểm này, bây giờ ngoại ở một mình thì cũng quá là vất vả. Yeah. Rồi, con chúc ngoại sức khỏe. Rồi, mời em đây. Hoàn cảnh này chắc có lẽ là hoàn cảnh cuối cùng rồi cả nhà. Chào yeah. Em tên gì? À, em tên Mỹ. Mỹ? Dạ. Năm nay em nhiêu tuổi rồi em? Dạ, em năm nay 29 tuổi. À, nhà mình đâu em Mỹ? Dạ, em ở Tân Hội. Tân Hội. À, hiện tại bây giờ là mình đang sống với ai? Dạ, hiện tại em sống với ba bị tai biến, với người vợ, với một đứa con, với một đứa con đang trong bụng. À, đây là hai người con. Dạ. Trước giãn cách em làm công việc gì? Dạ, em vệ sinh phòng game. À, vệ sinh phòng game. Đúng là thu nhập ổn định không em? Dạ, cũng bất bền lắm anh. À. Rồi coi như mấy ngày cũng khó khăn quá hả? Dạ. Gia đình ăn uống như thế nào nói nghe thử. Dạ, đi bắt hến, bắt ốc gần nhà ăn. À, là em đi ha? Dạ em. À, rồi con em lớn chưa? Dạ, con em 14 tháng tuổi với một đứa 5 ngày nữa ra. À, mới 14 tháng tuổi thôi? Dạ. Với đứa nữa là 5 ngày nữa là sanh hả? Dạ, 5 ngày nữa sanh. À. Vậy là đứa sau này là con gái hay con trai? Dạ, đứa sau gái. Còn đứa đầu? Dạ, con trai. À, mới 14 tháng tuổi rồi mấy ngày em lo nó nhưng bằng cách nào em nói nghe thử. Dạ, thì cũng nhờ bà con gần sớm thương á. À. Nên người cho cái này cho kia rồi. À. Người cũng có cho tiền mua sữa cho thằng con em uống. À. Nên em cũng cũng đỡ. À. Còn vậy là 5 ngày nữa là vợ em sanh. Dạ, 5 ngày. Mà bây giờ trong túi em còn như em nói nó thật cho anh nghe. Dạ, trong túi em nhà. Ừ, vậy còn được nhiêu tiền? Dạ, còn có anh nghe. Hả? Còn có nhiêu đó hả? Dạ. Nhiêu đó hình như là mấy chục ngàn vậy rồi sao? Dạ, vậy mới dạ, hết tiền em mới đi lặn lội xa xăm đi xuống đây. Ừ, coi như là cũng... Rồi sao biết anh có hỗ trợ ở đây mà? Dạ, bên xã người ta phát thông báo. Dạ, thông báo. Coi như người ta thấy hoàn cảnh em cũng khó khăn đúng không? Dạ. Người ta cũng muốn hỗ trợ cho em phải không? Dạ. Để em có một tí chi phí để em lo cho gia đình. Dạ, dạ. Ừ, còn đứa 15 tháng tuổi rồi mấy ngày em cho nó ăn uống như thế nào? Dạ, cho nó ăn cháo với cho ăn hết này kia. À, có sữa được không? Sữa thì có một hộp nhưng mà phân ra cho nó uống giống như ngàn cử anh. Sữa bột á hả? Dạ, sữa bột. À. Dạ, còn cho nó ăn dặm sớm. Còn nếu mà hết sữa thì chi phí cho mình có để mình mua tiếp? Dạ, thì không có sữa thì cho nó ăn dặm. À, là mấy ngày là khó khăn vậy luôn. Dạ. Ừ. Rồi thôi thì cũng hiểu sơ hoàn cảnh của em ha. Rồi, em đợi anh tí nha. Em đứng đợi anh tí. Rồi, anh mời em lên đi. Rồi, đã đây. Rồi thì cũng chia sẻ với em. À, xích ra đây anh nè. Đây em thấy ha. Hôm nay á, thì riêng cái hoàn cảnh của em, anh sẽ hỗ trợ cho em hai phần quà. À, để em có thể có một ít kinh phí ha. Để em có thể mua tã hay gì đó cho con em để chuẩn bị ngày ra đời ha. Thì anh thay mặt chị Kim Phượng ở Úc sẽ hỗ trợ em một phần. Và chị Thanh Xuân cũng sẽ hỗ trợ cho em một phần. Là hai phần. Tương đương với hai bao gạo và hai bó hẹ. Thì giờ em nhận trước giùm anh đi. Em lấy giùm anh đi. Hai bao gạo. Rồi, em lấy giùm anh hai bó hẹ đây luôn. Cầm hết không? Được ha. Rồi, em để lên bàn ra đi rồi anh nói chuyện tiếp. Rồi, em để. Rồi, thì đây là hai bịch khẩu trang luôn. Rồi, bây giờ thời điểm này mà em nhận được hai phần quà này em cảm giác thế nào? Dạ, rất là vui ạ. Vui, đúng không ạ? Nói chung thì thời điểm này ai giúp mình gì cũng quý. Dạ, dạ. Dù là một bịch khẩu trang hay gì cũng quý đúng không? Dạ. À, bây giờ em nhìn thử khẩu trang này em thấy là có điểm khác biệt gì với khẩu trang em đang đeo không? Dạ, dạ giống. Giống đúng không? Thôi, bây giờ em cầm thử, em xem thử coi. Em coi có nó khác biệt gì không? Dạ, có 500. Em xem thử này luôn á. Dạ, cũng à,
Thì thời điểm này đây là cái tấm lòng của cô Kim Phượng và chị Thanh Xuân gửi đến em. Dạ. Thời điểm này em nhận được phần quà em cảm giác thế nào? Dạ, em vui lắm mà. Ừ. Dạ. Em nhắn gửi gì với cô Phượng và chị dạ, Xuân không? Em cảm ơn cô Phượng và chị Xuân rất là nhiều đã hỗ trợ cho những người có hoàn cảnh như em ạ. Rất là đáng quý đúng không? Dạ. Thì hy vọng với phần quà của cô Phượng và chị Xuân ha, cũng đỡ được cho em cái phần nào đó trong cái cuộc sống đang khó khăn hiện nay mà chúng ta không đi làm được mà con cái sắp sửa ra đời. Rồi ok. Rồi, thôi chào em. Chúc gia đình mẹ tròn con vuông nha. Rồi. Dạ rồi cả nhà ơi, thì chúng ta đến với hoàn cảnh cuối cùng trong ngày hôm nay. Giờ bà con thì cũng đã nhận hết rồi. Con mời cô lại đây ạ. Rồi con chào cô. Cô tên gì? Cô tên Nguyễn Ngọc Sương. Cô Sương. À. Cô Sương năm nay nhiêu tuổi rồi ạ? 65 tuổi. Dạ, nhà mình đâu cô Sương? Ở khu xã hội chú Minh. Khu xã hội ở hẻm mấy cô? Hẻm 5 đó. Hình như là con cũng có hỗ trợ cho cô một lần rồi đúng không? Hồi tháng 7, 20 tháng 7 tới giờ. 20 tháng 7. Dạ. Cũng gần 2 tháng rồi. Mà mới bị giãn cách rồi cô đâu có đi đâu. Mới hôm qua nghe mấy bà nói tại vì cô còn nuôi một thằng bị thần kinh nữa, nó la nó hét quá trời cô giống. Đâu có dám đi đâu có tới ngoài đường đầu hẻm là bị người ta đuổi vô rồi. Mà có điều cô làm công việc gì trước giãn cách vậy? Cô trước giãn cách cô làm mướn. Rồi bây giờ cô đang ở với ai? Cô ở con thì bị cách ly hết, ở một thằng bị thần kinh nó la hét tối ngày. Chỉ có vậy thôi. Cô giữ dạ. Dạ, là giữ hai mẹ con thôi. Dạ giữ là không còn ai hết à. Còn mà mấy đứa bị cách ly thành phố. Dạ. Rồi cái phần quà hôm bữa con hỗ trợ cô sử dụng như thế nào? Thì chú cho thì cô mua 1 chục ký gạo ăn nó hết lâu rồi. Dạ thì đúng rồi. Mua đồ lặt dụng cho nó ăn đó. Cô nhịn đói thì được nhưng mà nó thì không được tại nó la hét quá chú Minh ơi. Rồi con cô lớn chưa? Con cô thì cũng bự rồi. Là bị thần kinh đó hả? Dạ nó bị thần kinh nó la hét hoài. Rồi chưa giờ cô bỏ con nhà để lên đây hả? Cô đi chưa giờ mắc mưa nghẹp cô đục cô đi. Rồi cô lên đây từ mấy giờ tới giờ? Cô lên là 11 giờ sáng tới giờ. 11 giờ trưa tới giờ cũng 5 giờ chiều rồi. Dạ. 6 tiếng đồng hồ. Cô nhất định cô kiếm chú cứu sinh mới được. Tại cô khổ quá trời. Tại vì cô phải kiếm cho nó ăn, nó sống hàng ngày. Cô thì nhịn đói được, còn nó thì không được chú. Dạ. Ở xung quanh sớm không ai hỗ trợ cô lương thực hả? Dạ, không. Trời, nhìn... Tại vì Hoàng Đông cũng nghèo không, con ta cũng bị cách ly hết trơn. Chú bởi vì thành ra là cô gán lên đây để chờ đợi cô 6 tiếng đồng hồ. Để chỉ mong nhận được sự hỗ trợ thôi. Cô nhất định phải chờ chú rồi cô xin chứ cô khổ dữ lắm mấy tháng nay. Rồi thì con biết thì hoàn cảnh ai mà một khi đã đi tìm kiếm con thì cũng khó khăn rồi. Tại vì trong thời điểm này ai cũng khó hết chứ không phải là già trẻ gì. Nhưng mà nhiều người ta còn có khả năng mà cô không có khả năng cô đi làm để nuôi sống nó với bản thân mà giờ cô nghĩ mấy tháng nay rồi cô khổ dữ lắm. Rồi thì cũng hiểu hoàn cảnh của cô. Rồi con mời cô lại đây. Rồi hôm nay ha con cũng chia sẻ với cô. Con sẽ thay mặt bạn Thanh Xuân sẽ hỗ trợ cho cô một phần quà bao gồm một bao gạo, một bó hẹ và một bịch khẩu trang. Giờ con mời cô nhận giùm con bao gạo với bó hẹ đi cô. Rồi cô mời cô lại đây. Rồi cô để trên bàn đi. Thì cái thời điểm này mà cô nhận được cái phần quà này cô cảm giác thế nào cô Sương? Cô mừng dữ lắm, cô chú Minh cứu cô cho cô khổ dữ lắm rồi. Dạ. Với cô cảm ơn Mạnh Thường Quân bên Hòa Bình rồi. Sương. Cô dạ. Sương rồi. Này chắc ở Việt Nam. Dạ, ở Việt Nam. Dạ. Trời ơi cô nhất định phải tìm chú gặp chú mà tại vì thời điểm giãn cách thì cô không có đi ra đầu đường ta đuổi vô không. Mà bởi ngày nay cô nhất định tìm. Bữa nay cô thấy phần quà nó có gì lạ lạ không? Không, cô không biết, không biết. Bây giờ cô thấy là rau đúng không? Gạo nè, khẩu trang đó. Cô có thắc mắc là sao có khẩu trang không? Thì khẩu trang lấy bịch nè, chưa có ướt hết trơn rồi đạt rồi phải bịch khẩu trang ra đường chứ. Cô nhìn thấy bịch khẩu trang này với cái khẩu trang cô đeo nó khác biệt ở điểm nào không? Khác, khẩu trang này khẩu trang y tế khổ khăn cô, khẩu trang giải. Rồi chỉ cảm nhận nó vậy thôi phải không ạ? Rồi bây giờ cô thử cô kiểm tra thử coi bịch khẩu trang nó có khác gì nữa không? Chào chú Minh ơi, cô cảm ơn chú nhiều lắm. Trời ơi, cô mừng dữ lắm chú Minh ơi. Dạ. Thì đó là cái phần quà của bạn chị Thanh Xuân đó. Dạ Thanh Xuân đúng rồi.
đến với những hoàn cảnh khó khăn. Thì con cũng thay mặt gửi đến cô ha. Thì hy vọng với phần quà này cũng đỡ đi cho cô gia đình trong thời điểm khó khăn này. Cô cảm ơn cô Thanh Xuân với chú Huynh giúp đỡ cô. Cô ước mắt mưa ước nhẹp, cô cũng nhất định chờ gặp chú cô xin mới được phần quà. Tại tao nói trời ơi đi không được, cứ cũng là cái duyên thôi. Thì hy vọng cô cũng đỡ được phần nào ha trong thời điểm khó khăn này. Rồi thôi con chào cô. Dạ chào cô. Dạ rồi cả nhà ơi, thì bây giờ cũng là 5:30 rồi, cũng quá trễ rồi. Thì mình sẽ dùng những cái phần quà này để vào ngày mai cả nhà ha. Thì sẽ vẫn còn cái tấm quà tấm lòng của chị Thanh Xuân, của bạn Thanh Xuân và anh Việt Long ở bên San Jose gửi đến những hoàn cảnh khó khăn vào ngày mai. Thì một lần nữa thì mình cảm ơn rất là nhiều các nhà hảo tâm đã cùng đồng hành để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong buổi trưa chiều tối ngày hôm nay. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Hẹn gặp lại cả nhà trong video sớm nhất. Chào tạm biệt cả nhà. Chào chuyển mưa nữa cả nhà.